Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Mai rất vui được gặp lại các bạn Ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới Của tác giả Mộc Miên Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung ngay sau đây của tập 1 Và hãy chia sẻ lại cảm nhận của bạn Dưới phần bình luận, like share video và đăng ký kênh Để có thể theo dõi những câu chuyện tiếp theo Cũng như là rất nhiều câu chuyện hay trên kênh nhé Tập 1 Tại bệnh viện X Hôm nay là ngày đầu tiên Kiên tới bệnh viện làm việc anh là bác sĩ khoa ngoại được chuyển công tác về đây theo sự phân công của cấp trên kiên tới sớm hơn mọi người một tiếng để làm quen với mọi thứ trước khi tiến hành một ngày làm việc vất vả bệnh viện này khá lớn các thiết bị y tế cũng hiện đại hơn nhiều nơi cũ mà kiên từng công tác anh lần lượt đi vào từng căn phòng nhìn qua một lượt tới giờ làm việc kiên được trưởng khoa giới thiệu với tất cả các y bác sĩ trong khoa anh cũng có đôi lời phát biểu và hy vọng mọi người giúp đỡ mình trong quá trình công tác Mọi người nghe xong vỗ tay như sấm truyền Họ không ngờ bác sĩ khoa ngoại trẻ đẹp như vậy Phòng thái đĩnh đạc thư sinh Nó không hoa chứ Kiến giống như hình mẫu các nam thần trên màn ảnh nhỏ Nụ cười cuốn hút dáng người trên mét tám Bộ blue trắng không hề làm mờ đi Ở anh sức hút của mình Sau khi giao lưu xong Mọi người bắt tay vào việc Kiên nhận nhiệm vụ làm phẫu thuật Tại phòng số 7 Anh vừa bước ra ngoài Thấy cô gái cũng mặc áo bác sĩ Mà mày nhem nhuốc Tóc tai bù xù đang chạy theo băng ca Chia tay nắm chặt lấy người bị thương Vừa khóc vừa động viên Anh cố lên đi Từ đối không được nhắm mắt Mở mắt nhìn em đây này Anh không được ngủ nhá, Không được ngủ đâu đây Anh cưới trụm xong rồi Tháng sau cũng làm đám cưới Anh khỏe lại còn cưới em nữa cơ mà Em không đợi anh đâu đây Người đàn ông máu me be bét Ướt đẫm tấm vải trắng trên bao ca Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt Cố gắng lắm mới nặn ra vài chữ anh, anh buồn ngủ lắm Anh yêu em Dù, dù thế nào đi chăng nữa Anh cũng vẫn mãi yêu em Tiếng bác sĩ vang lên Tránh đường, tránh đường Đưa bệnh nhân vào phòng số 7 tiến hành cấp cứu Bệnh nhân nhỏ mò o, chuẩn bị máu Khi tới cửa, nữ bác sĩ kia bị ngăn lại Đồng nghiệp tiến lên an ủi cô Hòa ơi, em hiện tại mất bình tĩnh Không thể tham gia phẫu thuật Em ra ngoài kia nghỉ ngơi Bọn chị cố gắng hết sức mà Không, cho em vào đi em muốn tham gia cùng mọi người mà bác sĩ hòa đây là mệnh lệnh cố ra ngoài đi mấy y tá vội vã kéo hòa ra ngoài điệu bộ cô thảm thương vô cùng kề lướt qua những cô gái một lượt rồi nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu bệnh nhân bị thương rất nặng máu từ tai chảy ra không ngừng sau khi tiến hành chụp chiếu phát hiện anh bị chấn thương sọ não các tế bào thần kinh bị tê liệt dù cố gắng hết sức nhưng chỉ vòn vẹn đúng một tiếng bệnh nhân chút hơi thở cuối cùng khi cánh cửa mở ra hòa nhận tin dữ chân tay cô bủn rủm đứng không có vững cô ngất xỉu ngay tại chỗ khi hòa tỉnh dậy cô thấy bên ngoài cửa kính một màu đen kịt hàng ngàn ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh cô muốn nói nhưng không tài nào thốt được thành tiếng chị minh cứ nắm chặt tay cô động viên em khóc đi khóc cho mạnh vào khóc cho trôi hết nỗi buồn đi bây giờ chị thực cũng không biết khuyên em thế nào chị cũng đau lòng lắm Hòa cứ thế khóc nấc lên Cô muốn ngồi dậy Nhưng chân tay cứng đờ không thể nhúc nhích Cô bất lực đấm mạnh xuống giường Sâu mũi đỏ ửng Mắt cũng nhòe đi Cô đau chứ Không dám tin người đàn ông của mình ra đi mãi mãi như vậy Hòa nhớ về quá khứ tươi đẹp của cả hai Từng kỷ niệm cứ như thước phim quay chậm Mọi chuyện như vừa mới diễn ra hôm qua Họ từng coi nhau là tất cả Là thanh xuân của nhau Nhưng bây giờ mọi thứ tan tành như mây khói Bảo với Hòa lớn lên từ nhỏ bên nhau Anh ấy hơn cô ba tuổi Ngay từ nhỏ Lúc nào Hòa cũng léo đẽo đi theo sau Bảo Đến lúc hai bên gia đình trêu nhau Sau này chúng lớn nhất định sẽ làm thông gia Thời gian như vậy trôi qua Họ năm nào cũng học chung trường Phần đấu nỗ lực hết mình Những bài toán khó Hòa đều nhờ Bảo giúp đỡ Có thể nói họ cực kỳ hợp nhau Ở tất cả mọi phương diện Hãy đi tới đâu Bảo tự nhận cô ấy là em gái của mình nên rất nhiều bạn bè lầm tưởng họ là anh em ruột Những lúc như vậy Hòa vui mừng xa mặt Cô cười híp mắt rồi tựa vào vai bảo tự hào khoe Anh cho em không chỉ đẹp trai, học giỏi Hát hay mà còn nấu ăn cực ngon Anh ấy có đồ gì ngon cũng để dành cho em Bảo là học sinh xuất sắc Năm nào cũng đứng tóc đầu của trường Nên có rất nhiều hoa khôi vây quanh Có những cô gái viết thư tình hay tặng quà Đều nhờ hòa làm trung gian nhưng lúc ấy cô hậm hực như mất mát cái gì đó Anh ấy chỉ cười cười xoa đầu cái khuôn mặt của cô đang buồn thiêu Anh không yêu ai đâu Sau này đừng nhận quà nữa nhé Họ cứ thế lớn lên bên nhau Sau này bảo học ngành cảnh sát Hòa thì học ngành bác sĩ Gia đình hai bên ra sức vun vén tình yêu cho đôi bạn trẻ Họ cũng nhận ra tình cảm của nhau Nên chính thức trở thành người yêu Những tháng ngày học đại học Tuy không nhiều thời gian cho nhau Nhưng cả hai cực kỳ tin tưởng vào đối phương luôn dành tình yêu rất bất diệt, tranh thủ những ngày nghỉ để hâm nóng tình cảm. Tình yêu của họ đẹp tới mức không hề có giận hờn cãi vã, ai cũng nói họ sinh ra là dành cho nhau, chắc trên đời chẳng có cặp nào đẹp từ ngoại hình tới tài năng như thế. Tất cả mọi thứ hoàn hảo, gia đình của Bảo cũng ưng cô con dâu ra mặt, còn hứa hẹn sau khi ra trường để hai người kết hôn ngay. Ông bà Tậu luôn miếng đất xây nhà, đợi ngày Bảo với Hòa kết hôn. Họ cùng nhau đi qua tháng ngày rực rỡ Cuối cùng cũng tới được ngày nhận quả ngọt Sau khi ra trường có công việc ổn định Bảo được phân công tại cục điều tra ma túy Còn Hòa là bác sĩ khoa ngoại Cứ mỗi đêm họ có thời gian gọi điện cho nhau nghe Bảo say mê kể về những trận bắt tội phạm Còn Hòa tự hào về nghề nghiệp của mình Một khi bệnh nhân không được cô cứu sống Thì Hòa trầm lọ Cô khóc nhiều Chỉ có thể giải bày với người yêu những lúc ấy bảo luôn không ngừng động viên phân tích cho cô thấy đó không phải lỗi của cô mọi người sinh ra trên đời đều có sự sắp xếp của tạo hóa ai trả nợ xong được đi về cõi vĩnh hằng bảo luôn dành mọi thời gian ngắn ngủi sắp xếp để được ở cạnh hòa những lúc ấy họ đen đi coi phim đi dạo phố mỗi khi đi tới đâu cả hai luôn là trung tâm của sự chú ý hòa tự hào về người yêu của mình cô bằng lòng với những gì mình đang có nghe anh ấy cầu hôn cô hòa đã khóc những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Ngày mà họ chờ đợi đã lâu lắm rồi, cả hai cùng ôm chặt lấy nhau, trái tim không ngừng thổn thức. Họ vẽ ra bức tranh tương lai cực kỳ đẹp đẽ, một gia đình ấm cúng. Nhưng thần chết đã mang bảo đi xa mãi mãi, để bây giờ chỉ còn lại mình hòa vò võ trên thế gian. Hòa nằm trên giường, nước mắt chảy không ngừng, của đào tới mức như có trăm ngàn con dao đâm thẳng vào người. Vẫn biết cô từng tiếp xúc với rất nhiều người không may mắn được sống sót thậm chí có người chết trên bàn mổ do cô làm bác sĩ chính đấy nhưng lần này đích thân là chồng sắp cưới của mình nỗi đau đúng là gân lên gấp bội gấp bội lần nỗi đau tê tái tưởng chừng muốn chết đi không từ ngữ nào miêu tả nỗi cảm xúc lúc này của cô hòa bất lực nằm một chỗ khi bố mẹ cô chạy tới nơi cô chỉ có thể ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn họ chứ không thể thốt được thành tiếng Bố mẹ Hoàn lo lắng vô cùng Không ngừng hỏi han tình hình của bác sĩ Khi biết cô bị sốc Tạm thời mất ngôn ngữ Họ chỉ biết thở dài Ông lấy con gái không ngừng động nhân Thực ra khi nhận tin dữ Bố mẹ cô sốc đến mức chôn chân một chỗ Cả ngày họ phải ở cùng bố mẹ bảo Vì họ sợ sẽ nghĩ quẩn Nếu mất mát quá lớn Chẳng ai dám tin nó xảy ra Ai cũng đau tới mức quặn thắt tâm can hòa xỉu lên xỉu xuống phải có một bác sĩ ở bên theo dõi liên tục bố mẹ cô sợ con gái có chuyện giấu nhẹm chuyện tang lễ vì sợ hòa chịu không nổi mà ngã quỵ hơn nữa sức khỏe cô quá yếu nếu tham gia sợ rằng gặp nguy hiểm hòa rơi vào trạng thái vô thức thậm chí không phân biệt được thời gian không gian cứ tỉnh được chút lại khóc ngất đi khiến bác sĩ trong khoa hết sức lo lắng ở đây ai cũng biết mối tình của hòa với bảo do cối đi đâu cũng tiếu tít khoai với mọi người họ chỉ khẽ thở dài thương cho tình yêu tự như viên mãn nhưng nhanh chóng bị lụi tàn đó mãi một tuần sau hoa có thể trở lại trạng thái bình thường câu đầu tiên cô nói cầu mong được về nhà thăm bảo cô không tin anh ấy bỏ cô đi mãi Hòa đinh ninh chồng đang làm nhiệm vụ khi anh về tới nhà nhìn di ảnh chồng cùng bát hương với khói nghi ngút lúc này đây hoa ngẩng mặt nhìn lên trần nhà giọng nghẹn lại xanh thất hứa Sao thất hứa với em thế Anh hứa nắm tay em đi hết cuộc đời cơ mà Anh hứa yêu thương bảo vệ em Nhưng sao vô tình thế Xin anh quay lại đi Em không giận anh nữa Em dành nhiều thời gian cho anh Em là người vợ tôi Em cứu bao nhiêu người Nhưng chồng mình thì em không cứu nổi Em hận bản thân mình vô dụng Anh, anh đừng bồi rời bỏ em được không Hòa nói Rồi gào khóc lên trong bất lực Bố mẹ cô lần bố mẹ bảo đau đớn Nhưng cũng không biết làm gì giúp cô Họ biết rằng Hòa phải tự mình vượt qua được chuyện gì Bố mẹ bảo cũng đau đớn mất mát không kém Cả tuần nay chẳng thiết ăn uống Mẹ bảo như hóa điên Nhưng nghe tin đứa em trai của bảo bị bệnh Nên bà phải gắng gượng tự vực mình dậy Những ngày tiếp theo Hòa nhốt mình trong phòng Cô giữ thói quen gọi điện nhắn tin cho bảo Cô cứ cười cười khóc khóc một mình Gặm nhấm kỷ niệm đã qua của nhớ bảo đến quay quát Chưa có bất cứ giây phút nào ngưng nhớ về người đàn ông đó Bố mẹ Hòa sợ con gái nghĩ quẩn Cứ túc trực bên cạnh cô Động viên khích lệ Họ mong muốn con gái sẽ vượt lại được tinh thần Đừng hành hạ bản thân để bảo được ra đi thanh thản Hòa cũng như biến thành người khác Cô sống trầm lặng Chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì Thậm chí có những đêm đang ngủ Cô bật dậy la hét khóc lóc om sòm Mới chưa đầy một tháng Cô gầy sọp hẳn Người ngậm xanh sao hốc khác Hòa cứ hành hạ bản thân suốt 2 tháng ròng rã Khi cô vô tình đọc được đoạn bình luận của Bảo Trên hội nhóm bác sĩ của tôi với nội dung Vợ tôi làm bác sĩ Tôi hy vọng cô ấy sẽ cứu được nhiều người Tôi luôn tự hào với cô ấy Lúc ấy ánh mắt cô nhòe đi Cô ôm bức ảnh của Bảo vào lòng rồi thủ thỉ Em nhớ anh lắm đấy Ở đó anh hạnh phúc không? Có đói không? Nhớ em không? Em sẽ không để anh thất vọng Em nỗ lực để cứu sống nhiều người hơn nhé Em không bỏ cuộc Em sống đúng với lương tâm nghề nghiệp của mình Sau này cứ lúc rảnh rỗi Đêm xuống không phải trực Em sẽ nói chuyện với anh Giờ anh rảnh rỗi nhiều Không còn đi bắt tội phạm nữa Vậy anh kể cho em nghe những câu chuyện ở thế giới bên kia À Nhớ mang theo cái đôi giày em mới mua cho anh Anh bảo anh thích nhất màu đen còn gì Mà anh thích ăn món gì Em bảo mẹ nấu Cô cứ nói một mình như vậy cả đêm không chịu ngủ lầm bầm hết chuyện này rồi chuyện khác bà lĩnh đứng dựa vào tường ở bên ngoài bà thở dài đầy bất lực bà biết con gái mất rất nhiều thời gian để quên đi mọi chuyện ngay bản thân bà còn đau sót mãi không nguôi tròn hai tháng kể từ ngày bỏ mất hòa quay lại bệnh viện tất cả các đồng nghiệp ra sức hỏi han nhưng cô chỉ cười gượng tỏ ra mình ổn chữ khoa phân công cho cô phụ trách sổ sách chứ chưa dám cho hòa làm công việc chính vì sợ có sự cố xảy ra ngoài ý muốn khi nghe mọi người hay kể về hòa thì cũng có chút tò mò về nữ bác sĩ nghe nói cô ấy có kỹ thuật may nổi tiếng ở khoa ngoại đồng thời hành động nhanh gọn lẹ tất cả những ca khó tới giờ ăn trưa hòa vò võ ngồi trong phòng cô sắp xếp bệnh án rồi lấy đi lật đi lật lại từng trang giấy đồng nghiệp rủ đi ăn cô đều từ chối hòa mong muốn ở lại đây một mình kiên vào phòng để xem bệnh án của bệnh nhân chút nữa sẽ mổ thì thấy hòa lau nước mắt anh khẽ bối rối nhưng không biết làm thế nào khi hòa nhận ra có người lạ thì vội lau nước mắt cố bình thản như không có chuyện gì xảy ra kiên lên tiếng trước tôi là kiên mới chuyển về đây cô không đi ăn à mọi người đi ăn hết rồi đấy vâng tôi không đói ạ tôi nghe qua chuyện của cô chia buồn cùng cô hòa ngẩng đầu ánh mắt nhau lại Cô lạnh lùng bước ra ngoài Mặc cho kia không biết mình nói sai ở đâu Anh vỗ nhẹ chán Chắc mình nói cái gì lỡ lời à Cô ấy khó chịu rồi kinh nhanh chóng coi tài liệu rồi đi ra ngoài Khi tới nhà vệ sinh Anh nghe có tiếng khóc thút thiết rất nhỏ Anh chậm chậm bước lại Bỗng bàn tay đập mạnh từ phía sau Ê, đây là nhà vệ sinh nữ Kiên giật mình Anh khẽ cúi đầu khi thấy bệnh nhân trừng mắt nhìn mình như kẻ biến thái Kỳ nhanh chân bước tới nhà ăn trong đầu làng vàng bóng dáng bác sĩ hòa lúc cô ấy đang cụp mặt khóc nức nở khi ngành qua đội quen thuộc kiên từng gặp ở đâu đó nhưng dù lục tung ký ức anh cũng không thể nhớ ra từng gặp cô ở đâu kiên cảm thấy buồn thương xót cho hòa khi nghe những người trong khoa kể về mối tình của cô ấy nhưng không biết động viên cô ấy thế nào dù sao họ cũng không quen biết cô ấy lạnh băng như vậy kiên cũng lúng túng mỗi lần bắt chuyện anh xuống phòng ăn chọn suất cơm từ nhỏ kiên ăn chay trường ở các bệnh viện cũng thường có mấy suất chay cho những người như kiên những bác sĩ khác cũng đang tất bật cho ăn cho xong bữa để tranh thủ chợp mắt buổi chiều công việc rất là bề bộn kiên đang ăn nhận được điện thoại của em gái cô ấy tíu tít khoe với anh anh kiên ơi tối nay mấy giờ anh về đây hôm nay sẽ nhật chị lý chúng ta làm gì cho chị ấy bất ngờ nhá ừ um, em chuẩn bị đi anh không trực cho nên về trước 7 giờ em biết rồi anh ăn cơm nhiều vào em đi mua đồ đây đây là Trinh, em gái Kiên Cô ấy đang là sinh viên năm nhất đại học ngoại giao Kiên xin về bệnh viện này Cũng vì không yên tâm để em gái học thành phố một mình Bố mẹ anh đều ở quê Họ làm nông vất vả Những lúc nào cũng căn dặn các con học hành tử tế Bao nhiêu tiền bạc tích cóp Đầu tư cho hai anh em Lý là cô bạn thân của Kiên Họ học chung với nhau từ hồi mẫu giáo Lý là huấn luyện viên yoga Cô ấy hồi xưa hay làm cho các phòng tập Nhưng hiện tại chủ yếu mở lớp sẽ online qua mạng Lần này cô quyết định chuyển qua đây để gần anh em Kiên Ba người họ thuê chung một căn chung cư giá rẻ Công việc của Kiên không theo giờ giấc cụ thể Có hôm phải trực nguyên đêm Nên anh khá yên tâm khi có lý sống cùng Kiên dành dụm được số tiền kha khá Đã mua đất và đang xây nhà Kiên thuộc mẫu người khô khan Không ít lần khiến lý giận Lần nào sinh nhật cô Anh cũng không nhớ Kết quả em gái Kiên phải đứng ra dàn xếp Toàn bộ những ngày lễ khác Đừng mơ có được bông Chứ đừng nói đến những món quà giá trị Lúc nào kia cũng vùi đầu nghiên cứu kỹ thuật phẫu thuật nâng cao Mỗi khi có những vấn đề này Anh ấy không hề có cảm giác mệt mỏi Ngược lại đam mê tích thú Thậm chí nhốt mình cả ngày trong phòng nghiên nghiên cứu cứu Chả cần ăn uống ngủ nghỉ gì cũng được Lúc đầu Lý hay giận hờn Nhưng sau này cũng quen Bây giờ ở chung một căn nhà Lý cũng không quá quan trọng những vấn đề tiểu tiết Sinh nhật năm nay đặc biệt nhất bọn họ được cùng nhau tổ chức Lý mong vào ngày sinh nhật Kiên sẽ tỏ tình với mình Cô đợi ngày này lâu rồi Số là trinh thủ thủy với cô Dạo gần đây anh trai hay có biểu hiện lén lén lút lút Như đang làm việc xấu Đặc biệt anh ấy từng nói Khi ngoài 30 tuổi Nếu tìm được đối tượng phù hợp sẽ kết hôn Kia không phải người lăng nhăng Anh ấy không bao giờ tán tỉnh Hay trêu ghẹo những cô gái dù là rất đẹp Kia không muốn sau này Sẽ lấy vợ cùng nghề anh ấy từng nói với bố mẹ như vậy để họ yên tâm bởi điều hai vợ chồng cùng làm nghề này rất khó chăm sóc con cái bố mẹ kiên lôi khuyên con trai tìm một cô gái làm giáo viên như vậy tiện đôi đường hơn những lúc đó lý đều buồn man mác cho mắt ông bà cô chỉ là người bạn thân của kiên không hơn không kém lý học lực trung bình cô không có hứng thú với việc học gia đình cô không mấy khá giả chỉ ở mức tàng tàng thôi Lý yêu thích công việc yoga Cô được ông trời phú cho ngoại hình cực kỳ hút mắt Thân hình săn chắc Vòng nào ra vòng đó Ai nhìn thấy cũng mê à Cô tự biết bản thân thua kém kiên nhiều Nên phải cố gắng bằng mọi giá kiếm tiền Chính vì thái độ nghiêm túc với nghề Cộng thêm chút may mắn Số tiền hàng tháng cô kiếm được Thực sự khủng so với bạn bè cùng trang lứa của cô Sau khi ăn xong Kiếm mua thêm một ly sinh tố bơ Anh bước nhanh về phía phòng Đặt trước bàn làm việc của Hòa cô ấy chắc chú là góc nào đó khóc một mình rồi chăng kiên cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ anh nhanh chóng có lại hồ sơ của bệnh nhân chuẩn bị bước vào phòng mổ bệnh viện này mức độ bệnh nhân luôn trong tình trạng quá tải nên các bác sĩ phải làm việc hết công suất thậm chí có những người khi phẫu thuật xong gục ngã ngay tại phòng cấp cứu tuy nhiên họ luôn trong tình trạng tràn đầy nhiệt huyết chưa bao giờ ca thán nửa lời chính vì môi trường chuyên nghiệp như vậy kiên cảm thấy có động lực để phấn đấu hết khả năng sau khi ca mổ cuối cùng trong ngày kết thúc Nhìn đồng hồ lúc này 7 giờ tối Kỳ khẽ thở vào Anh thay đồ rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo Kỳ bên hôm nay sinh nhật bạn thân Là được em gái dặn đi dặn lại Cho nên không muốn trễ hẹn Kỳ nhanh chóng xuống bãi đậu xe Vô tình bắt gặp Hòa Cô ấy xem ra có vẻ khá chán đời Chả để ý mọi người xung quanh Mà dù ga phóng đi mất hút Rồi tự nhiên kỳ có linh cảm không lành Nên vội vã bám theo Mà đúng nhanh đoán Cô ấy cứ đi vòng vèo qua từng con hẻm Hết nhìn trời nhìn đất Rồi cứ cười cười khóc khóc một mình Cuối cùng hòa tới con sông Từ từ đi lại bên bờ Kiến hoàng hốt chạy lại Cứ thế giữ chặt tay hòa rồi gắt gỏng Cô bị điên đấy à Hành hạ bản thân như thế chưa thỏa mãn à Cô làm như thế anh ta có sống lại không Cô chưa báo hiếu được bố mẹ Chưa làm tròn trách nhiệm của mình với bệnh nhân Sao lúc nào cũng trong tình trạng tiêu cực chán đời thế hả à? Anh tránh ra đừng có động vào tôi Hôm nay là sinh nhật của anh ấy Lúc này đây kia mới vỡ lẽ Anh buông thõng hai tay Sau đó thì ngồi bệt xuống bãi cỏ Hòa lấy trong cặp ra một bọc kẹo sô-cô-la -cô Hai quả táo Cô ngước lên trời khẽ nói Anh Anh thấy em không Sinh nhật năm nay của chúng ta ở bờ sông này Năm ngoái em hứa với anh Năm nay chúng ta tới đây tổ chức Em sắp xếp hết công việc Không trực được để ở cùng anh hết đêm Anh vui lắm đúng không Em biết Lần nào được em tổ chức Anh cũng cười híp mắt Mà anh lạ đời nhá Anh không ăn được bánh sinh nhật Chỉ thích kẹo và ăn táo Lần nào sinh nhật Cũng bắt em chuẩn bị hai thứ này Năm nay em ăn hết phần của anh luôn Anh không về lại em ăn hết đấy Nhanh nhá Em đến đến 999 Bao giờ đếm xong Anh phải xuất hiện trước mặt em đấy Rồi cô nhắm mắt Bắt đầu đếm 1, 2, 3 Kỳ ngồi bên cạnh Thấy lòng tê tái mà không giúp gì được Cô gái này quá si tình Cô ấy hành hạ bản thân ngốc nghếch như vậy Không chịu thoát ra khỏi hiện thực tàn khốc Lúc này kia bất giác ngắm kỹ khuôn mặt hòa Cô ấy có sống mũi cao thon gọn Gương mặt bầu bĩnh Làn da trắng xứ Nhìn trẻ như học sinh cấp 3 Nếu nhìn bên ngoài Không ai đoán được tuổi thật Càng nhìn kiên càng thấy cô gái có nét gì đó vô cùng quen thuộc bởi lúc này điện thoại vang lên Và vỡ bầu không gian tĩnh mình Kiên sự ảnh hưởng tới Hòa Anh nhanh chóng tắt máy rồi nhắn cho em Hai chị em tổ chức đi Anh có việc gấp không về được nhá Lát nữa anh gọi về sau Kiên để chế độ yên lặng tránh làm phiền Anh ngồi đó lắng nghe Hòa đọc lẩm bẩm Tới số 999 Hòa mở mắt rồi sau đó thất vọng tràn trề Anh đang đi bắt tội phạm đúng không Anh bảo là khi tổ quốc cần Nhưng không bao giờ từ chối nhưng tại sao khi em cần Em không thấy đâu thế Cho em một cơ hội đi Lần này em đến tới 999 Anh phải có mặt nhá Kiên thấy tình hình có vẻ không ổn Cô sốc cánh tay hòa Thôi đừng dậy đi về đi Trời bây giờ sắp mưa đấy Chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh ấy trong quán cà phê Hay quán nào đó tùy cô chọn đi Anh tránh ra Hòa bực bội khát lên Cô đẩy mẹ Kiên xuống Rồi bắt đầu đếm Kia không muốn cô ấy cứ sống trong đau khổ sàn vặt Nên bắt đầu công kích Cô có biết làm thế này hèn lắm không Cô biết người đó mãi mãi không thể quay lại Nhưng cứ tự mình lừa dối thế Cô cửa đó hết ngày này qua ngày khác Anh ta không bao giờ quay lại Có bao giờ cô tự đặt câu hỏi Liệu cô làm thế này Người đó có thấy thoải mái không Liệu người đó nghĩ như thế nào Hay tự trách bản thân vì họ khiến cô đau khổ Kia nói nhiều Những lời nói xoay sâu trái tim hòa Chẳng biết cô có hiểu không Cô cầm quả táo cắn một miếng rượu hòa khóc Kiên dừng lại Anh ngập ngừng Tôi ăn cùng cô Anh tự nhiên lấy quả táo còn lại Cô ngồi đó ăn hết chỗ đồ Mà hòa đã chuẩn bị trước đó Cô gái khi sốc lại được tinh thần Quay sang Kiên lẩm bẩm Tôi nhớ anh ấy Chưa có khi nào anh ấy xa tôi lâu như thế Ngày nào tôi cũng gửi cả trăm tin nhắn Nhưng anh ấy không trả lời anh bảo còn nói với tôi Anh sắp được thăng hàm thượng úy Anh sẽ mang về khoe với tôi Anh cũng hứa dành cho tôi một tuần trăng mật Anh bảo chưa bao giờ thất hứa với tôi mà Lần này anh ấy bận cho nên mới lâu như thế Không biết anh ấy ăn gì chưa Có ngủ đủ giấc không nhở Sao tôi đau thế Đau ở đây này Hòa vừa nói Vừa đập mạnh vào ngực trái Cô khóc chán chê thì tự lau nước mắt rồi đứng dậy Chúng ta đi uống cà phê Tôi mời Kiên thấy bất ngờ trước sự thay đổi của Hòa Nhưng cũng làm theo ý cô Họ cùng lái xe tới quán cà phê nhỏ Quán này đầy ấp kỷ niệm của Hòa và người đó Cô hào hứng kể cho Kiên nghe kỷ niệm của họ Kiên ngồi đó chăm chú lắng nghe cô tâm sự Lâu lâu anh trả lời cho có lệ Mã 11 giờ đêm Hòa lưỡng thưởng xa về Cô không quên cảm ơn Kiên vì ở bên cô lải nhải Anh tên gì đấy? Tôi tên Kiên, tôi nói với cô lần thứ hai rồi cô nhớ chưa ừ tôi về đây tôi đưa cô về nhé giờ tối nguy hiểm đấy không cần đâu mặc dù cối từ chối nhưng kiên lái xe đi ngay phía sau khi thấy hòa dừng lại trước ngôi nhà sáng đèn lúc cánh cổng mở toang cối dắt xe vào phía trong thì kiên yên tâm ra về khi tới nhà trinh vương lý vẫn chưa về kỳ lo lắng gọi em gái nhưng tôi bao không liên lạc được kiên đã không biết xử lý ra sao bên ngoài có tiếng đập cửa tiếng lý hú hét uống tiếp chị em tao uống tiếp trình vất vả lắm mới dìu được lý vào trong nhà cô đặt người kia nằm xuống ghế còn mình ngồi thộp xuống đất ui rồi mày chết em à tất cả tại anh đấy năm nào cũng kiếm cớ lý do lý chấu chế xe khướt hết khóc rồi cười làm em cũng khổ lây à mặc kệ hai người luôn mẹ em nói thật chả có người con gái nào tốt với anh chờ đợi anh như thế chị không trẻ trung gì nữa thanh xuân dành hết cả cho anh xin anh cho chị một danh phật đừng để chị vò võ một mình chứ người con gái lúc nào cũng thiệt thò nhất đằng nào anh cũng chưa có người yêu hai người quen nhau lâu như thế sao không cưới luôn đi một công đôi việc tính cách chị lý khỏi cần bàn cãi nhất định chế là người vợ hiền mẹ đảm kiên ngắt lời em nói vớ vẩn gì đấy toàn gieo rắc những chuyện thế này cô ấy không có tình cảm gì với anh bọn anh chỉ phù hợp làm bạn bè mà thôi em chóc sóc cô ấy dùm anh Anh đang bận nghiên cứu ca mổ phức tạp Kiên nói rồi đi về phòng Lý tuy ngấm hơi men Nhưng nghe rõ ràng câu chuyện mà hai anh em nói với nhau Cô không ngờ bấy lâu nay Chỉ có mình đơn phương Coi đối phương là tất cả còn Kiên không hề có bất cứ tình cảm gì với cô Lý quay mặt vào tường Cả người run lên Tuy nhiên cô không dám khóc trước mặt em gái Kiên Cô sợ người khác thấy mình yếu đuối Cả cuộc đời này cô hy vọng dành chọn cho kiên những kết quả phũ phàng dường như trinh nhận ra bất thường cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai lý từ ngày mai chị phải tấn công trực tiếp anh trai em ngố lắm nhìn thế thôi chứ chả biết cái gì đâu chị nói thẳng là yêu anh ấy em với bố mẹ ra sức vun vào xưa giờ anh kiên chưa khi nào từ chối lời đề nghị của bố mẹ giờ chúng ta tấn công từ phía đó sợ gì anh ấy không đồng ý vẫn may mắn anh ấy chưa hề có tình cảm với bất cứ cô gái nào khác cho nên cơ hội của chị gần như tuyệt đối Được Trinh động viên Lý cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút Cô tự nhủ với bản thân Sẽ nói rõ ràng suy nghĩ của mình cho kiên biết Cô không thể chịu đựng im lặng bên anh mãi được Thanh xuân của cô có hạn Dù thế nào đi chăng nữa Cô muốn có câu trả lời Tuy nhiên Lý thấy có chút gì đó lấn cấn Nhưng không biết phải giải thích thế nào Nhưng... Nhưng chị không biết bắt đầu từ đâu ấy Kiên về phòng làm việc trong đầu anh nghĩ tới Hòa Anh luôn tự hỏi Không biết cô ấy ngủ chưa Hay ôm gối khóc một mình Bầu ngày mắt anh sáng rực Anh nhanh chóng mở máy tính Tra số điện thoại của từng bác sĩ trong khoa Khi thấy số Hòa Anh vui mừng như chúng được phần thưởng lớn Nhanh chóng lưu lại cố dùng số này làm zalo Cho nên kiên chẳng suy nghĩ kết bạn luôn Anh hồi hộp tới mức nín thở xem Cô ấy có chấp nhận không Trong zalo tràn ngập bức ảnh của Hòa và người yêu Cô ấy luôn nhìn bảo bằng ánh mắt trìu mến, đong đầy tình yêu và hạnh phúc. Họ luôn đánh dấu những mốc thời gian quan trọng. Thông qua bức ảnh không quá khó nhận ra, người đàn ông kia cực kỳ yêu thương hòa, quan tâm cô từ chi tiết nhỏ nhất. Họ luôn dành lời khen có cánh cho nhau, kiện kéo hết xuống để xem từng dòng trạng thái. Càng coi, càng cảm nhận rõ ràng nhất nỗi đau hòa đang gặm nhấm. Có gì đau đớn hơn khi người mình nhất mực yêu thương đột ngột rời xa mãi mãi, không bao giờ có cơ hội gặp lại. Hòa thời điểm đó luôn tràn ngập năng lượng, yêu đời, vui vẻ. Bây giờ cô toàn là ủ rũ buồn bã, không thiết tha bất cứ cái gì. Ngoài công việc chuyên môn, chẳng bao giờ cô ấy tham gia các cuộc vui của mọi người. Hòa càng ngày càng khép kín, cô chỉ muốn có khoảng không gian yên tĩnh cho riêng mình. Cô muốn chôn chặt mọi thứ liên quan tới bảo. Người đàn ông cũng là giới hạn cuối cùng, không ai được phép bước vào ranh giới đó Tình yêu của cô quá lớn Vì thế nỗi đau càng sâu Nó như khoát sạch toàn bộ niềm tin, sức lực Cảm tưởng hòa gục ngã ngay lập tức Nếu như có bất cứ ai nhắc về bảo Bức ảnh mới nhất đang cách đây gần 2 tháng Là hòa mặc chiếc váy tinh khôi Tay ôm di ảnh Ánh mắt cô ẩn ẩn như sắp khóc tới nơi Hòa cố gượng cười không tài nào làm được Kia ngồi đó chăm chú xem tất cả bức ảnh hòa đăng tải đã gần 3 giờ sáng Anh tắt máy tính rồi ngả lưng một chút Trong lòng kiên len lỏi cảm giác vô cùng khác biệt Mà chưa từng xuất hiện bất cứ lần nào trong đời Hình ảnh cô bác sĩ với vóc dáng mảnh mai Tưởng chừng yếu đuối Nhưng trong bộ blue lúc nào cũng tràn đầy mạnh mẽ Quyết đoán Y đậm trong tâm trí của kiên Anh qua quay quay lại Trong đầu in sâu ba chữ Vũ Thu Hòa Sáng hôm sau như thường lệ Kiên dậy từ sớm tranh thủ hít không khí và tập thể dục Vừa ra khỏi phòng Bác gặp Lý cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng Một tươi cười coi như không có chuyện gì xảy ra Hôm qua em uống say Nên giờ đau đầu Giờ mới dậy được Này chúng ta ăn miếng chay nhé Em cứ nghĩ tiếng nấu cho Tranh thủ ngủ cho đỡ mệt Chúc em sinh nhật vui vẻ Anh để quà ở trên tủ sách đợi lát nữa đưa cho em Hôm qua em về muộn quá Anh không kịp chúc Lý gãi gật đầu cảm ơn Kiên Cô vội dục kiên cứ đi tập thể dục Còn mình vào bếp nấu nướng Thực ra Lý còn ngại ngùng chuyện hôm qua Cô đang không biết bắt đầu tỏ tình từ đâu Cô sợ là Kiên sẽ từ chối Nếu như anh ấy từ chối Tình bạn của hai người không thể như cũ Đầu óc cô lúc này cứ lơ lửng trên mây Lúc này đây mọi người phát hiện ra Trời ơi miếng cô quên bỏ muối này Nhưng không ai dám nói vì sợ Lý nghĩ ngợi Cô vội dối rít đòi đi nấu lại như kia ngăn cản Anh cầm chai mắng rồi khẽ cười Không sao đâu Mọi người thử cảm giác ăn uh, miến trộn nước mắm đi Đảm bảo là cũng ngon lắm đấy Trinh đoán được tâm trạng Lý Cô cố tình gợi chuyện Anh Kiên ơi Em thấy anh với chị Lý cũng không còn trẻ gì nữa Anh có sự nghiệp ổn định rồi Bố mẹ thì gọi em Hỏi chuyện anh có người yêu chưa Em thấy hai anh chị yêu nhau luôn đi cho khỏe Đằng nào quá rõ với đối phương rồi Chả mất thời gian tìm hiểu nữa Lý nín thở chờ đợi câu trả lời của Kiên Tuy nhiên anh dừng dưng Nó vớ vẩn à Anh với chị ấy như hai thằng bạn thân ấy, Yêu nhau làm sao được Anh chưa cố định lấy vợ hay yêu đương Em muốn tập trung cho sự nghiệp Chị Lý thì thích mẫu người đẹp Cao to với hợp gu Chị toàn che anh xấu, đen nhẻm Chị đẹp thế kia Đi cùng với anh họ cười cho chứ Nghe những lời này Lý buồn xa mặt Cô không biết phải nói thế nào dưới bàn Trinh lấy chân khều khều lý Ám chỉ nói cho rõ đi Cô cũng muốn nói Mà không thể nói ra những gì mình nghĩ Cuối cùng ậm ừ cho qua chuyện Kiến ăn xong vội vã tới bệnh viện Lúc này Trinh chất vấn Chị đấy Suốt ngày ngượng với ngùng kiểu này Có ngày chúng nó hốt mất anh của em Chị nghe thấy anh ấy nói không Anh ấy tưởng anh ấy không phải gu của chị Cho nên không dám tiến thêm bước nữa Một trong hai người phải cởi bỏ được danh giới đó Mới có thể tới được với nhau Ai cũng cứ khư khư ôm cái tư tưởng cũ dích của mình Sau này hối không kịp đâu Anh kia nhà em tuy khô khan Không biết lãng mạn Hay nói những câu từ có cánh Nhưng ấy đáng tin cậy Với không có tính lăng nhăng gái gú Chị không nhanh chân Sau này đừng có trách em là không nhắc trước Em đang công khai ủng hộ chị Chị liệu mà xử lý đấy Chị không biết sao lúc đó không nói được Lợi anh ấy từ chối Thì đúng là ngại à Không biết đối diện với nhau thế nào ấy Trời 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 Hơi đâu mà lo xa thế Chị cứ tỏ tình đi Cứ trai mặt vào Mưa dầm thấm lâu Chị nghe chưa Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ yêu đứa được chị Chị cứ lo bỏ trắng tăng Chưa làm mà đã sợ sệt như vậy Mọi khi chị dạy chị đứng trước bao nhiêu người chị tự tin thế Em coi bó online Họ bảo năm nay anh chị cưới nhau là đẹp Hai tuổi hợp nhau Làm ăn lên như diều gặp gió Tối nay tạo không gian riêng cho hai người nhá em ra ngoài, còn chị ở lại nói rõ tình cảm của mình. Phải biết kết quả rồi chúng ta vạch kế hoạch tiếp theo. Dù sao ấy chị phải bật đèn xanh thì anh kia mới biết. Anh ấy đã mù mờ rồi lại gặp ngay kết quả của chị. em sợ hai người luôn đấy. Lý thấy những lời trinh nói đúng, cô hít sâu một hơi rồi đồng ý. Thôi được rồi, tối nay chị thử xem thế nào. Mà mặc gì được nhở? Nên làm bữa tiệc ở nhà hay hẹn anh ra quán nhở? Cái này tùy chị đấy em bó tay. Chị thấy ở đâu dễ thổ lộ Thì cứ thế mà chọn thôi Này nhớ ăn mặc sexy nhá Trong bộ nào đẹp đẹp ấy Anh Kiên hay khen chị mặc bộ đồ màu đen Có cái nở vai đẹp đấy Thế á ừ, Anh ấy bữa có nói với em một lần mà Lý mỉm cười vui vẻ Cô Hạ quyết tâm lần này nói chuyện rõ ràng Cô không muốn uổng phí thời gian Lý tự trách mình quá nhút nhát Cho nên mọi thứ diễn biến lâu như vậy Mà không chịu thổ lộ nỗi lòng Tại bệnh viện hôm nay các ca phẫu thuật giảm so với mọi ngày ai cũng thong thong thả thả buổi trưa họ có cuộc gặp để bàn về vấn đề kỹ thuật mới áp dụng cho mổ laser mọi người hết sức ngạc nhiên khi hòa khá thành thục kỹ năng này trước kia cô từng đề xuất nhưng bị gạt đi do không khả thi dạo gần đây nhiều bệnh viện lớn áp dụng thành công nên giám đốc quyết định sử dụng ông mời những giáo sư có kinh nghiệm về đây truyền đạt kinh nghiệm kiếm bất ngờ khi thấy những gì hà suy nghĩ khá với lại trùng với mình Anh yên lặng nhìn cô Tuy nhiên người kia lạnh lùng Cúi xuống nhìn tập tài liệu Chứ không quan tâm mọi thứ xung quanh Cô ấy không hề đắc ý hay vui mừng Cứ dưng dưng hệt như là bộ sáng thường thấy Không hiểu sao cô gái đó có sức cuốn hút tới mê người nhỉ Càng nhìn càng không thể rời mắt Đặc biệt mỗi khi ngắm cô ấy mổ Càng cô ấy quyến rũ à Hòa không giống những cô gái mà kiên thường gặp ở cô gái này anh cảm nhận có chút gì đó đặc biệt cuột cường Tính cách khá giống với anh Cuộc họp diễn ra một tiếng mới tan Mọi người vươn vai đứng dậy đi về chỗ làm việc Hòa được phân công cùng với Kiên Chiều nay hai người có ca phẫu thuật đại phẫu Sau khi vào phòng bàn luận phương pháp tối ưu Giảm thiểu rủi ro nhất Hòa ngồi xuống thì Kiên nói luôn Hôm nay tôi có cái bạn zalo với cô đấy Vâng Thế tối qua cô về nhà ngủ được không? tôi á, thức trắng cả đêm ấy chứ Câu trả lời quá đỗi chân thật Khiến Kiên có chút bất ngờ Anh cứ nghĩ trí, ít cô nói lảng đi Hoặc nói mình ngủ được Cô chú ý giữ gìn sức khỏe Ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ giấc Cô còn có trọng trách cứu chữa cho bao nhiêu bệnh nhân đấy Nghề của chúng ta bạc bẽo Cô cứ sống hàng ngàn người Không ai biết cô là ai Nhìn nếu vô ý làm chết một người Cả xã hội lao vào xỉ vả và không thương tiếc Chúng ta chỉ có tuyệt đối Không được phép sai sót Mọi chuyện qua rồi để nó ngủ yên đi Vâng cảm ơn anh Cô ấy không hề tỏ ý muốn bắt chuyện Những câu trả lời ngắn ngủi như vậy Khiến cho Kiên không biết bắt chuyện từ đâu Anh nhìn hồ sơ bệnh nhân rồi thắc mắc Người này từng phẫu thuật thẩm mỹ Nhưng mắc bệnh suy gan cấp tính Để biết cần thay gan Chúng ta cần hết sức cẩn thận Anh ấy cũng dị ứng một số loại thuốc nữa Bệnh nhân bao nhiêu tuổi là công việc gì thế ạ à? 34 tuổi, nghề nghiệp kiến trúc sư Cho tôi mượn hồ sơ một chút kia đưa hồ sơ cho cô ấy coi hòa nhíu mày quan sát kỹ rồi nói như là một lèo các bước thực hiện từ đâu họ đồng quan điểm tới mức chỉ cần nói qua họ hiểu đối phương muốn nói về vấn đề gì kia khâm phục hòa vì cô gái này còn trẻ nhưng kiến thức y khoa khổng lồ anh không hiểu cô ấy học ở đâu nhiều thứ hay ho vậy kia biết sở thích của cô ấy là y khoa nên cứ chọn những câu chuyện liên quan tới nó quả thực cách này hiệu nghiệm như thần hòa hăng say khi nói chuyện không hề có sao cản với kiên như trước Kiên cố tình nhắc hai lần với Zalo, nhưng Hòa dường dưng coi như không hay biết. Cô gái này khá khó gần, lúc nào cũng lạnh như băng, nhất là người mới như Kiên thì càng không có cơ hội để hòa để ý. Bộ y tới San bước vào. Cô y tá San nhìn Kiên rồi nói: "Dạ, chuyển khoa gọi anh qua phòng làm việc ạ." "Tôi biết rồi, tôi qua ngay đây." Khi Kiên bước ra khỏi phòng, San kéo ghế gần chỗ Hạnh. "Chị biết tin gì chưa?" "Tin gì?" Có gái trưởng khoa vừa đi du học về Được sắp xếp vào bệnh viện mình Nghe phong thanh trước phò khoa 6 tháng nữa trống Chưa biết ai được ngồi vào Tự dưng lần này có gái trưởng khoa về Em nghĩ ông ấy bổ nhiệm vào vị trí đó lắm Hòa dưỡng dưng không quan tâm vốn dĩ cũng không chú trọng mấy quyền lợi chức vụ Cô không thích bao che nơi bệnh viện à, Lúc ấy sẽ biết thôi Chúng ta có mong cũng không được mà Nhưng em tiếc cho chị thôi Hòa nghe vậy xua tay Thôi 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 đừng nói linh tinh không chết chị à Chị chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường Thôi chị đi qua phòng khám cho bệnh nhân Chiều nay tiến hành phẫu thuật cho em ạ Hòa nhanh chóng đứng dậy đi luôn Cô không muốn ngồi đây bàn tán chuyện không hay Khi tới phòng bệnh Cô kiểm tra một lượt từng phòng Để coi diễn biến bệnh tình của họ Khi tới bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật gan Bước chân cô khựng lại Nhịp tim loạn nhịp Khuôn mặt này quen thuộc Ngay cả trong giấc mơ cô chưa bao giờ quên Bàn tay hòa vô thức bấm chặt vào nhau Cô run rẩy nắm khuôn mặt đó lần nữa Gương mặt giống hệt với bảo à Hòa lắc mạnh đầu mấy lần Vì sợ mình nhìn nhầm Thậm chí cô tát vào mặt thật mạnh cho tỉnh táo Nhưng lần nào cô vẫn khuôn mặt đó Cô kìm không được Xót nước mắt rơi xuống Hòa nhìn thông tin bệnh nhân ghi trên đầu giường Với dòng chữ Bệnh nhân Vũ Huy Hoàng Anh ấy đang nhắm nghiền mắt Khuôn mặt xanh sao để mệt mỏi Khắp người chàng chỉ dây dở tình trạng khá là nguy hiểm Cả phẫu thuật dự đoán mức độ thành công 50-50 Xã hội thất thần Hoa cố gắng vượt mừng dậy Tự nhủ bằng mọi giá cứu sống người đàn ông này Cô không cho phép bản thân thất bại Hòa ngắm nhìn gương mặt người đó Tự chủ không được đưa tay vuốt ve gương mặt ấy Em nhớ anh Nhớ anh lắm Bác sĩ Hòa Cô giật mình thu tay Theo quán tính cô lau nước mắt rồi quay lại phía tiếng nói Kiên vừa đi tới vừa nói chỉ khoa nói ca phẫu thuật này cô không được tham gia bác sĩ liên sẽ tiến hành cùng tôi làm phẫu thuật liên là con gái trưởng khoa cô ấy mới du học về nên hòa chưa biết tay nghề thế nào cô không muốn người đàn ông kia có bất cứ sơ suất cho nên nó luôn tôi trực tiếp tiến hành phẫu thuật ạ à? kia không muốn hòa gặp rắc rối nên vội khuyên nhủ cô đây là quyết định của trưởng khoa ông ấy muốn phân công cô bổ ca khác quan trọng hơn sử dụng kỹ thuật mới áp dụng cô khá dành về kỹ thuật đó cho nên ông ấy cử cô đi Nghe tôi, đừng tranh cãi chuyện này Tôi cố gắng hết sức để ca mổ thành công Hòa nghe vậy tỏ ra khó chịu Nếu nhanh thần thánh tới vậy Thì chồng tôi không chết Chẳng phải chồng tôi chết dưới lưỡi dao mổ của anh à Kiều sững sờ Toàn bộ lời cô nói đều chính xác Nhưng sao anh thấy khó chịu vậy Từng lời giống như là đang sát muối vào trái tim anh Mỗi lần có người chết dưới lưỡi sao của mình Anh dằn vặt, anh tự trách chứ Anh luôn tự hỏi mình sai ở đâu Nếu thay đổi phương pháp Liệu có cứu sống được người đó không Hòa sẽ hết bực bội thì bỏ đi ngay Dù thế nào đi chăng nữa Cô cũng kiên quyết tham gia ca phẫu thuật này tới cùng Có lẽ nguyên nhân sâu xa Chỉ cô là hiểu rõ Tất cả thứ liên quan tới bảo Cô đều không thể quên Thậm chí những người tên trùng với bảo Khi cô có chút gì đó bồn chồn khó tả Hôm nay cả Liên Hòa lẫn kiên cùng tham gia mổ Điều này khiến các y bác sĩ khác Có chút bất ngờ Bởi lần đầu tiên Hòa không nghe theo sự sắp xếp của trưởng khoa cô giành lấy vị trí bác sĩ chính nhìn các cô ấy cầm dao thoăn thoắt miệng liên tục hướng dẫn y tá đưa dụng cụ rồi thực hiện các công việc khác nhau thỉnh thoảng hòa liếc nhanh chiếc máy đo điện tim rồi lập tức bắt tay vào việc nhưng mới phẫu thuật một nửa bệnh nhân bất ngờ có phản ứng co giật điều này ngoài dự tính của cô máu từ bụng bất ngờ tuôn xối xả cô có chút hốt hoảng nhưng với kinh nghiệm của mình cô nhanh chóng cầm máu thấy tình hình bệnh nhân ngày một xấu đi, lập tức cây bước tới cầm dao mổ một đường hẹp ở nách, rồi kêu y tá truyền thuốc. vài phút sau, bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường. hòa lúc này thở vào với nguy hiểm qua đi. cả phẫu thuật kéo dài mãi 4 tiếng mới hoàn thành được. khi ra khỏi phòng, hòa ngã quỵ, hai bàn tay run rẩy, ánh mắt cô đầy bất lực nhìn vào khoảng không vô định. cô tự trách mình đúng là bất tài khi cứu được bao nhiêu người nhưng không cứu được người mình yêu thương nhất mỗi lần từ phòng mổ bước ra tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ hôm nay có sự tham gia của bác sĩ liên nhưng cô chẳng có tâm trí để ý hòa vào phòng nghỉ ngơi chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật khác dường như kia nhận ra sự bất ổn trong tâm lý hòa anh tuyệt nhiên không dám hỏi nhiều mà cứ lặng lẽ quan sát hòa rửa mặt cho tỉnh táo cô nhìn mình trong gương thấy lạ lẫm với chính khuôn mặt của mình lâu rồi chưa trang điểm thậm chí chẳng chú ý đến đầu tóc trang phục ai nói gì không vừa ý sẵn sàng nổi cáu sau khi nói xong Cô hận vì thái độ vô lý của mình quá Cô nhớ lại lời của mình với bác sĩ Kiên Thì thở dài Cô định là tan làm sẽ đi xin lỗi về chuyện lúc nãy Sau khi phẫu thuật xong ca cuối Đứng sẵn ở bãi đậu xe Cô ngỏ ý muốn đợi Kiên Tuy nhiên đợi mãi không thấy anh đâu Hóa ra Kiên tới gặp trưởng khoa Nhận hết lỗi về mình Anh ấy nói không tự tin phẫu thuật Do bệnh nhân diễn biến phức tạp Nên đề nghị Hòa giúp đỡ Cô ấy hoàn toàn không hề hay biết sự phân công trưởng khoa Liên nghe vậy vội vàng nói đỡ Cô ấy thấy cảm phục vì bác sĩ trước mặt Nên nãy giờ nhìn không chớp mắt trưởng khoa ngay xong trao đổi một số việc với Kiên Rồi bảo cậu về nhà nghiên cứu phương pháp mổ mới Gửi những nhận xét và ý kiến cá nhân về mail cho ông Kiên gật đầu đáp Tôi xin phép về trước Có gì tôi báo cáo cho trưởng khoa Cái cửa đóng lại Liên nở đủ cười Đây là bác sĩ mới về khoa à bố Anh ta tay nghề giỏi nhở Xử lý mọi tình huống như thần ấy Ừ Hồ sơ cậu ta sáng lắm con tưởng một bác sĩ bình thường muốn xin vào viện ta, không có quen biết mà dễ á. Cậu ta cực kỳ xuất sắc mới có thể qua được vòng cạnh tranh khốc liệt đấy. Lê kéo ghế gần chỗ bố. Con chứng minh cho bố thấy. Bố không tốn cơm, tốn gạo, đầu tư cho con đi du học nước ngoài. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng con cố gắng hết sức. Đường đường là con gái cưng của trưởng khoa, không thể để cho bố mất mặt được. Ông tình cười xòa. Ông đứng dậy khoát vai con. Thôi được rồi, chúng ta về nào. Mẹ con nãy giờ đang gọi. Bảo mới nấu nồi hải sản siêu to khổng lồ Chào mừng con gái đấy Hai bố con vui vẻ cùng nhau ra về Ở bệnh viện ai cũng biết Chìa khoa nổi tiếng yêu thương vợ con Nhìn lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng dung nhan của Linh Do cô đi du học từ bé rồi Lần này cô trở về tư cách bác sĩ khoa ngoại Nên ai cũng nghi ngờ tài năng của cô Nhưng cũng không dám bàn tán Kiên từ chỗ giữ xe Thấy Hòa đang cúi đếm nhặt từng bước chân Cô ấy cứ bước hết một đoạn thì lại quay lại đếm từ đầu những điệu bộ này đáng yêu hết nấc những suy nghĩ hồi chiều của kiên tan biến anh tự nhủ do cô áp lực quá suy nghĩ nhiều nên nói những lời không tự chủ như vậy vừa nghe tiếng bước chân hòa quay ngoắt lại khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khi cô bối rối anh về muộn thế tôi muốn xin lỗi anh chuyện hồi nãy thực ra tôi sai nên nói năng không suy nghĩ cũng cảm ơn anh vì giúp đỡ tôi trong ca mổ vừa rồi nếu không có anh tôi không biết xoay sở thế nào nữa không sao đâu, chúng ta là đồng nghiệp Giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình Cô không cần quá khách sáo Xe cô có vấn đề gì à? Không ạ, à, xe tôi không bị gì hết Tôi đứng đây hóng gió chút thôi Lời nói dối không mấy thuyết phục Tuy nhiên Kiên cũng không bắt mẽ Anh đi lấy xe rồi khẽ nói Tôi mời cô bữa tối được không? Hòa có chút ái ngại vì những việc mình làm Cho nên là cô không từ chối anh Trước khi đi Kiên cũng không quên nói trước Tôi ăn chay trường Hôm nay cô chịu khó nhé nhưng chai cũng có nhiều món ngon Cô thử một lần thay đổi khẩu vị xem thế nào Nhất trí thôi tôi dễ nuôi mà Món nào tôi cũng ăn được à Họ cùng nhau tới quán kiên hai tới Quán này khá đông Mọi thứ thiết kế đơn giản Nhưng đậm phong cách cổ điển Kể gọi toàn những món hòa chưa bao giờ thấy Anh cứ thế hào hứng giới thiệu từng món cho cô nghe Họ cũng không ai nhắc tới chuyện hồi nãy Vì sợ đối phương khó xử Công nhận Như món ăn ở đây hợp khẩu vị của hòa Món nào cũng ngon miệng Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ Bỗng từ đâu Lý xuất hiện Cô ngạc nhiên lại gần chỗ Kiên Nhìn chằm chằm Hòa rồi thắc mắc Cô ấy là ai thế ạ? Kiên cũng ngạc nhiên vì gặp Lý Anh chẳng suy nghĩ gì trả lời luôn À, cô là đồng nghiệp Trung qua với anh Ánh mắt Lý vô cùng phức tạp Một nỗi lo lắng mơ hồ dần hiện hữu Cô quan sát Hòa rồi lại tự thấy buồn Cô ấy toát lên khí phách hơn người Tuyết người mạnh mẽ, có học thức Tuy không xinh đẹp nhưng toát ra nét duyên dáng đáng yêu Ngay cả Lý cảm nhận được điều này Cô lo sợ Kiên sẽ bị chinh phục Suốt cả buổi Lý cố gắng bắt chuyện với Kiên Cô tỏ rõ thái độ Tự cảm nhận mình là bạn gái của anh ấy Tất nhiên với một người nhạy cảm như Hòa Cô ngay lập tức nhận ra điều này Vì không muốn họ có hiểu lầm đáng tiếc Cô giải thích Hôm nay lúc bệnh nhân phẫu thuật suy chút nữa gặp nguy hiểm Nhưng mai bác sĩ Kiên giúp đỡ kịp thời Tôi cảm ơn anh ấy cho nên mời đi ăn Tôi không biết anh ấy có người yêu rồi Thực sự không phải với cô Mong rằng cô đừng buồn Đừng trách bác sĩ Kiên Lý cố tỏ ra bản thân vẫn ổn Không sao đâu Chúng tôi ở chung nhà Nên ngày nào cũng ăn cùng mà Tôi qua quán tính đặt trước Rồi đợi anh ấy đi ăn để tạo bất ngờ Như trùng hợp gặp anh ấy ở đây Anh Kiên mới tới bệnh viện Tôi mong là cô với mọi người giúp đỡ cho anh ấy À dạ vâng Anh Kiên rất giỏi ạ Không cần ai giúp Anh ấy cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó Lý quan sát cử chỉ khác lạ của Kiên Thì sắc mặt tối sầm lại Cô không dám tin anh ấy có người con gái khác Nhìn cách Kiên nhị nhàng đối xử với cô ấy Đủ biết anh có tình cảm với Hòa Lý lặng người Cô hy vọng Kiên sẽ hỏi han mình Chỉ ít giải thích về mối quan hệ của họ Nhưng tuyệt nhiên anh ấy không hề đả động Lý ước tới mức phát khóc Nhưng cố gắng kìm chế Cô ấy xinh thế Chắc cũng giỏi lắm anh nhỉ Ừ bác sĩ Hòa giỏi lắm cô ấy cũng nghị lực quyết đoán không hề chùn bước cho bất cứ thế lực nào anh mới vào mà xem trường hiệu cô ấy như vậy cô ấy đi ăn riêng với anh mà không sợ người yêu ghen à cô ấy không có người yêu nghe tới đây nỗi sợ hãi trong lý tăng thêm một bậc cô tự mường tượng những tình huống xấu nhất xảy ra lý đinh ninh chính hòa là người ve vãn kiên Chứ anh ấy không thể có tình cảm trước được cô ấm ức mà tiền là bác sĩ nhưng cũng đâu cô đứng đắn nếu như họ không có gì với nhau thì đâu đến ô đi ăn chung như vậy nhở? Cô tự giải vò bản thân, rồi nghĩ cách để kéo Kiên khỏi cơn say nắng. Cô cực kỳ sợ Kiên rời xa mình đến bên hòa. Xét về mọi thứ, cô cảm thấy mình lép vế. Chưa kể trường hợp, nếu như bố mẹ Kiên biết chuyện sẽ ủng hộ nữ bác sĩ kia. Họ xứng đáng với nhau về mọi mặt mà. Dẫu biết là thế, nhưng Lý không cam tâm. Cô không thể mất đi Kiên, bởi người đàn ông này là tất cả của cô, thậm chí quan trọng hơn sinh mạng. Họ ngồi đó ăn một lúc nữa rồi mới về Bao nhiêu những lời hoa mỹ Tính tỏ tình đều không thực hiện được rồi Họ về tới nơi Thấy bên trong tối om Chứng tỏ là Trinh không có trong phòng Kiên có chút lo lắng lấy điện thoại gọi thử Nhưng cô ấy nói Hôm nay đi ăn sinh nhật cho nên về muộn Kiên dặn em gái khi nào xong phải về nhà ngay Cô ấy vâng vâng dạ dạ Sau đó tắt máy luôn Kiên nhanh chóng đi vào phòng mình Lý không đủ can đảm nói ra lời chuẩn bị trước Cô cứ đi đi lại lại Hết đứng rồi ngồi Muốn nói nhưng lại không đủ dũng khí Sau khi suy nghĩ một hồi Lý quyết định tới phòng kiên gõ cửa Nhưng anh ấy nói vọng ra Anh ngủ rồi, có gì mai nói em nhé Sáng mai anh phải đi sớm rồi có việc gấp Thực ra kia không muốn Có không gian riêng tư với Lý Vì sợ cô ấy nói những câu khiến cả hai khó xử Kìa cũng mới biết tình cảm của Lý Nên càng không muốn tiếp xúc gần Anh tính đưa em gái quen với cuộc sống ở đây Sau đó thuê riêng ra Để tránh phiền phức Kiên chỉ coi Lý là người bạn thân Anh hoàn toàn không hề có bất cứ tình cảm nam nữ Kiên đã từng nói điều này nhiều lần Anh cứ tưởng Lý cũng thế Nhưng bất ngờ là Lý yêu đơn phương Kiên còn đang khó xử Tiếng tin nhắn ở Zalo vang lên Khi thấy tin nhắn của Hòa Kiên quên hết những suy nghĩ tiêu cực Anh về chưa? Cô ấy có hiểu lầm gì không? Tôi vô ý quá không nghĩ tới chuyện anh có bạn gái Kiên sợ Hòa hiểu lầm Anh vội vã nhắn Cô ấy học chung với tôi từ nhỏ Tôi với em gái thuê chung cư Sau đó cô ấy ở cùng chúng tôi Vài bữa nữa tôi dọn ra ngoài Cô đừng nghĩ lung tung Chúng tôi không có gì hết đâu Tôi cũng chưa có bạn gái mà Tin nhắn gửi đi Kiên hồi hộp tới mức tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực Một người cực kỳ ghét nhắn tin Ghét dài dòng giải thích khi bị người khác hiểu xa về mình Bây giờ lại thay đổi ngoạn mục như vậy Anh nín thở chờ đợi câu trả lời Nhưng mãi một lúc Mới thấy cô ấy thả tim câu trả lời của mình Kiên có chút thất vọng Nhưng cũng nhắn tiếp chú cô ngủ ngon, vâng, anh ngủ ngon. kiên bắt đầu mở zalo của hòa rồi ngắm nhìn. anh giống như dần quen thuộc với hình ảnh này, không ngắm là cảm thấy thiếu thiếu. kiên tự đập mạnh và chán rồi cười thầm, Mấy bệnh thật dọa. cả đêm hôm nay kinh như biến thành người khác vậy. anh cứ mơ mộng suy nghĩ tới hòa, hình bóng cô ấy quen quẩn trong đầu, thậm chí ngay cả giấc mơ thấy cô ấy mỉm cười với mình. tâm trạng kiên khác hẳn với cô gái phòng bên cạnh. Lý không thể nào bình tâm nổi Cô thực sự lo sợ Một đối sợ vô hình cứ ngày một lớn nhất là khi thái độ của Kiên dửng dưng trốn tránh Anh ấy thậm chí không muốn nói chuyện với Lý Luôn ở trong phòng mỗi khi tan làm Kiên chưa từng hẹn cô gái nào dẫn đi ăn bên ngoài giống như bác sĩ kia Anh ấy từng nói Anh ấy ăn chay trường nên cũng ngại khi mời ai đó đi ăn cùng Vậy mà bây giờ mọi thứ thay đổi chóng mặt Lý cứ nghĩ mãi cũng không biết Làm cách nào để họ tách ra nhỉ dù sao, hai người đó làm chung qua, ngày nào cũng gặp mặt. Nếu họ có ý với nhau, thì có ngoại tình cũng không biết được cơ. Khi Trinh về tới nhà, Lý vội vã kéo cô lại cho góc, rồi khóc lóc thuật lại chuyện hồi nãy. Trinh há hốc miệng, vì ngay cả cô cũng không dám tin chuyện như vậy. Anh... anh kiên hẹn hò với bác sĩ cùng khoa á. Có khi nào hiểu lầm gì không chị? Chị bình tĩnh đi, bây giờ phải thật thật bình tĩnh. Chị kia tên gì ạ? À? Chị có chút thông tin nào không? nếu như cô ta có tình ý với anh trai em thật thì chúng ta tới gặp trực tiếp nói chuyện cố tình cứ xen vào nữa thì mình tung hê cho mọi người biết cô ta có ăn có học nghề nghiệp đàng hoàng sẽ không muốn mang tiếng đâu với lại khó khăn lắm mới xin vào bệnh viện cô ta không ngu ngốc để đánh mất tiền đồ vì chuyện này đâu nghe chị nói vậy lý tuy nguôi ngoài như vợ khóc thút tít quan trọng anh kiên ý chị thấy anh ấy khác lắm hình như anh ấy có tình cảm với cô gái đó chị là Thôi, chị nghĩ ngợi gì cho già người Cứ để đó em lo Ngày mai em gọi điện báo tình hình của anh chị Để bố mẹ vun vào Giờ này mẹ chấp nhận chuyện chị trở thành con dâu rồi Chứ đâu có gai gắt gì nữa Mẹ bảo vài bữa nữa lên đây thăm chúng ta đấy Em khen chị nhiều nên mẹ cũng thích Mà thôi muộn rồi Đi ngủ đã Phải xinh đẹp chứ thức khuya là xấu lắm đấy Chị yên tâm đi Sau lưng chị có cả nhà em ủng hộ cơ mà Tuy được chị động viên Nhưng Lý cảm thấy buồn bã không nói nên lời Cùng muốn nhắn tin cho Kiên nhưng thấy bây giờ muộn rồi Đành ngậm ngùi cất điện thoại Cả đêm cô tràn trọc Nước mắt không ngừng chảy dài Hôm sau có lẽ vì Kiên không muốn đối diện với Lý Nên không ăn sáng ở nhà Thái độ khác lạ của anh ấy Khiến cả hai cô gái nhận ra Chị kìm không được nói Anh sao thế? Chị Lý thức từ sớm chuẩn bị cho anh Anh vũ vàng như thế à? Ừ, anh lên bệnh viện có chuyện gấp đây Hai gái sáng đi Ủa? Chứ không phải anh đang si mê cô đồng nghiệp nào đó Nên đi sớm về khuya ở? Kiều nghe vậy hơi sững sờ Anh không đáp nhưng sắc mặt khó coi vô cùng Lý không muốn họ đánh mất hòa khí Nên vội vàng hòa giải Thôi hai anh em đừng có cãi nhau Anh kiên bận thì cứ đi trước không sao đâu Tối anh tranh thủ về sớm Ba chúng ta ăn cơm chung Cả tuần rồi chúng ta chưa có bữa cơm chung buổi tối trình không dừng lại Cô tiếp tục công kích Anh ấy làm thế nào thì làm Chị ba 30 rồi Chị đợi anh biết bao nhiêu năm đằng đẵng Thanh xuân của chị ấy dành hết cho anh dù không có tình thì phải có nghĩa với nhau chứ trên đời này chẳng có cô gái nào yêu anh hy sinh cho anh nhiều như chị ấy đừng để đánh mất rồi mới hối hận thôi em đừng nói nữa đúng đấy chị xin em đừng nói nữa chị đừng ngồi yêu đuối chứ chị cứ không chịu nói ra suy nghĩ của mình sao anh ấy biết nếu ngay từ đầu chị dũng cảm tỏ tình thì có lẽ hai người bây giờ đã khác rồi chị định im lặng tới lúc nào đợi cô gái khác cướp anh ấy đi luôn à Đến nước này Kiên cũng không chịu nổi Đây không phải chuyện của em đâu Đừng có nói lung tung nữa Anh với Lý là bạn Bọn anh mãi mãi chỉ có thể là bạn Anh hy vọng cô ấy sẽ gặp được người đàn ông tốt Lý không kìm được xúc động Cô khóc như mưa nhìn thẳng vào Kiên Bao năm qua không hề có bất cứ tình cảm gì với em à Tại sao anh nỡ đối xử với em như thế Em chỉ yêu mình anh Em chưa từng nói yêu anh Nhưng thực sự trong trái tim anh Từ xưa đến giờ chưa có em á Em chỉ có duy nhất hình bóng anh thôi Em không muốn làm bạn Em không muốn quen biết bất cứ ai nữa Em sợ anh yêu người khác Sợ ngày nào đó không được ở bên anh Thả chết đi còn dễ chịu hơn cảm giác bị anh lạnh nhạt rời bỏ Em không chịu được Xin anh đừng có bỏ em mà Kiên nhất thời bất động Cô ấy khóc lóc khiến anh khó xử Tình cảm là thứ gì đó khó nói thành lời Kiên không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào với Lý Hôn nhân không phải trò đùa không thể vì cô ấy có lỗi hen thương hại Mà đưa mắt Hôn nhân nếu không có xuất phát từ hai phía Nó giống như là nấm mồ Nó khiến cả hai thêm đau khổ kia đừng nói một hồi Mãi sau nói khẽ Anh xin lỗi chúng ta không thể đâu Anh mong rằng em nhanh chóng vượt qua chuyện này Em mạnh mẽ lắm Không có chuyện gì đánh gục được em Anh đi làm nhé Tối nay có cố gắng sắp xếp về sớm kia nói xong rồi anh đi luôn Lý lúc này vẫn đang sốc nặng Cô thẫn thờ nhìn Trinh rồi chậm chạp bước ra ngoài Chị định đi theo nhưng bị Lý ngăn lại Đừng đi theo chị Xin em để chị được yên tĩnh một mình Chị đau quá, chị thở không nổi Trinh hiểu cảm giác của Lý nên này gật đầu Lý dắt xe máy rồi một mình lái xe đi thẳng tới con sông chảy xiết Cô đứng đó hồi lâu Cứ vừa cười vừa khóc Hôm nay bị kiên thẳng thường từ chối Cô không nghĩ trái tim mình nó đau đớn tới mức này Bên tai vang vẳng tiếng cười chế nhạo Anh ta có người khác rồi Cô đúng là con ngốc Là phương án dự phòng Muốn anh ta yêu cô Cả đời không xa cô Thì nhảy xuống cây cầu này Cả đời anh ta không quên cô được Dũng cảm nhảy xuống Đồ nhát gan à Dũng cảm đi mà Lý ông đầu lắc mạnh Tiếng cười man sợ cứ bên tai không ngớt liên tục dục cô tự tử Cô ôm ngực thở dốc nhớ về quán kỷ niệm của hai người Nhớ về những lần cô hy sinh vì Kiên Nhưng kết quả luôn là dậm chân tại chỗ Cô rút điện thoại gọi điện cho anh Anh vừa nghe máy thì cô nói luôn Anh em nói hết những lời này đi Cảm ơn anh vì xuất hiện trong đời này Cho em biết thế nào là yêu một người Em chờ đợi anh đã lâu Anh có biết em từng mường tượng rất nhiều cảnh anh cầu hôn em Em luôn tự nhủ chỉ cần em chân thành anh sẽ ngoảnh lại Em luôn hy vọng Luôn tin anh cũng có tình cảm với em nhưng anh bận tập trung cho sự nghiệp thôi em không dám làm bận ngáng đường em không muốn anh phân tâm em từng làm rất nhiều việc để cho anh nhưng cuối cùng câu trả lời của anh chỉ là bạn anh thậm chí coi cô gái mới quen quan trọng hơn em nhìn ánh mắt cử chỉ của anh với cô ấy cũng khác hẳn khi bên em thực sự em rất sợ em sợ anh yêu cô ấy em sợ thực sự rất sợ em cứ tưởng khi em nỗ lực kiếm tiền khi em cố gắng đứng đằng sau anh thì có được đền đáp xứng đáng nhưng em chỉ là con ngốc Mãi mãi tự lừa dối bản thân mình đủ không anh Nếu như giờ em không còn trên đời Em mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh Có phải anh nhớ em đúng không Em đi trước anh đây Em mãi mãi yêu anh Lý à Nghe anh nói này Chuyện gì cũng có cách giải quyết Em ở đâu đấy Anh sẽ đến ngay bây giờ Tôi đâu không được làm gì đâu Em á Em đứng trước cây cầu Ở đây mọi thứ bình yên Em mệt mỏi không gắng gượng được Bây giờ em rất kiệt sức em không thể phấn đấu như xưa được chào anh người đàn ông em yêu nhất trên đời lý tắt máy cô nhìn bầu trời khẽ mỉm cười bỏ lại toàn bộ điện thoại tư trang lên xe rồi trèo qua cây cầu cứ thế nhảy xuống không nghĩ ngợi cô vùng vẫy một hồi rồi chìm nghỉm kiên thấy nóng như lửa đốt vội vã gọi lại nhưng lý không nghe máy anh gọi cho trinh để hỏi lý ở đâu nhưng có lẽ trinh rất giận cho nên tắt nguồn kiên nghĩ nát óc khu vực gần đây có cây cầu nào nhưng có ba bốn cây cầu nên anh đang tìm kiếm từng cây một. Kiên nghĩ lý bị kích động nên mới nói những lời như vậy. Sau khi qua mấy cây cầu không thấy điều gì, gọi lại số lý vẫn đổ chuông. Kiên chắc mẩm cô ấy không bị gì hết nên lật đật tới bệnh viện. Hôm nay kiên đi muộn dẫn tới trễ một loạt các ca mổ khiến trường khoa cực kỳ khó chịu. Anh cũng phải làm bản kiểm điểm nhưng không hề giải thích lý do mà cứ nhận lỗi về mình. Cả buổi sáng anh thấy thấp thỏm không yên, không thể nào bình tĩnh như mọi ngày. Đến trưa điện thoại vang lên Nhìn số em gái anh đoán chắc có chuyện Vừa ấn nút nghe Anh nghe thấy một tiếng khóc lóc không ngừng Anh ơi Anh tới cây cầu phía siêu thị nhanh lên Chị Lý chỉ nhảy cầu tự tử, tử Hiện giờ mọi người tìm kiếm nhưng không thấy Đồ của chị ấy còn ở nguyên đây Kìa nghe như có tiếng sét đánh mang tai Anh vội vã cười áo blue Rồi điên cuồng chạy ra ngoài Tới mức va và vào hòa khi cối ngã lăn xuống đất Hòa thấy kia khác lạ như vậy thắc mắc Anh có chuyện gì à? bạn bạn tôi nhảy cầu cô xin phép tôi nghỉ nhé tôi phải tới đó luôn vâng vâng anh đi đi mọi chuyện ở đây để tôi xử lý cho Kim đứng dậy rồi lao nhanh ra ngoài hòa nhìn thấy bóng sáng hai người khuất dần rồi khẽ thở dài mỗi lần nghe thấy người ta tự tử hay chết chóc cô dùng mình nỗi buồn cứ thế ùa về để chính người thân như của hòa gặp nạn vậy cô vừa bước vài bước thì liên xuất hiện chị hòa mình nói chuyện một chút được không ạ à? em ngưỡng mộ chị cũng mong được chị chỉ giáo cho à. Cô khiêm tốn rồi Tôi chỉ là bác sĩ nhỏ nhoi Có gì đâu mà chỉ giáo Chị ác cảm với em thế Có phải em là con gái trưởng khoa Cho nên chị bị không thích Không muốn truyền đạt kinh nghiệm cho em à Hòa nghệt mặt nhìn Liên Rồi trước mắt Liên liệu Cô tự hỏi người trước mặt mình có mắc bệnh hoang tử không nhở Rõ ràng hai người không quen biết Không oán thù gì Lấy đâu ra ganh ghét ganh tị Hòa ghét nhất kiểu người giả vờ thánh thiện Xong suy bụng ta ra bụng người Cô từng bị bạn thân đâm sau lưng cho nên chả có bất cứ niềm tin nào Với bất cứ người nào Cô nhẹ nhàng đáp Tôi phải học hỏi cô mới đúng chứ Cô đường đường đi du học bên Pháp về Tôi không hề có danh tiếng gì Tôi có việc đi trước đây Khi nào có dịp chúng ta nói chuyện nhé Hòa bỏ đi ngay sau đấy Cô chả muốn dính dáng gì tới Liên Vì sợ người khác bàn tán Mình cố tần tạo tân thiết để leo cao Cô ngán ngẩm với tin đồn Mình cực kỳ thích chức phó phòng Nên bất chấp bằng mọi giá ngoi lên Mà chả hiểu tin đồn ác ý từ đâu lan truyền bây giờ khắp khoa đều biết à họ nhìn hòa bằng ánh mắt không mấy thiện cảm mà cô cũng quá chán nản với mọi thứ nên chẳng giải thích với bất cứ ai mặc kệ mọi người đồn đoán bàn luận hòa cứ làm tròn nhiệm vụ của mình là xong cô tới phòng bệnh nhân mà có gương mặt giống với bảo ấy lặng lẽ ngắm nhìn anh có lẽ đây là niềm vui nhỏ nhoi trong ngày của cô dù bận bịu cỡ nào cô cũng kiếm cớ đi ngang qua phòng nhìn anh một lượt lần nào nhìn người đó Hòa cũng cảm thấy kiềm chế không khóc Cô thấy mình Cô thấy hình bóng của Bảo Cô rồi chạy lại ôm chặt người đó Cô muốn nói hết nỗi lòng của mình Mà tôi không hiểu sao Trên đời có hai người giống nhau vậy nhỉ Hòa suy diễn rồi tự làm tổn thương mình Những lúc rảnh rỗi Cô mở điện thoại coi những bức ảnh của cả hai Có clip Bảo làm Rồi lại khóc lóc một mình Hòa chưa thoát được cảm xúc tiêu cực Cô không thể bình tĩnh khi nhớ tới những kỷ niệm với chồng chưa cưới. Cô lẽ nào nước mắt buồn bã. Bao giờ anh quay về? Mọi khi lâu nhất 3 tháng chúng ta gặp nhau. Lần này là bao lâu nữa vậy anh? Tại chân cầu, mọi người bu đông kín lại. Lý được vớt lên bờ như trong tình trạng vô cùng yếu ớt. Kiên vượt tới nơi tức tốc ôm lấy cô ấy. Rồi nhờ người trở tới bệnh viện. Hóa ra hồi nãy Lý nhảy cầu. Nhưng may mắn được một người đi đánh cá cứu Khó khăn lắm mới lôi cô vào bờ Lý nằm trong vòng tay Kiên Cả người run lẩy bẩy kia không dám trách Chẳng dám nói bất cứ điều gì mà ôm chặt lấy cô ấy Dường như quá bất ngờ lẫn sợ hãi trước quy định của Lý Cô ấy thoi thóp như vẫn rơi nước mắt Gắng gượng lắm phát ra thành tiếng Đừng bỏ em Xin anh đừng bỏ rơi em Lý đập ly đập lại câu đó Khiến cho Kiên khó xử Anh nắm chặt bàn tay cô không sao đâu, nhất định em không sao Đợi chút chúng ta tới bệnh viện nhé Anh không bỏ rơi em Khi chính miệng Kiên nói lời này Lý miên yên tâm thiếp đi Kiên cứ dục tài xế lái xe nhanh hơn Tới bệnh viện, cô ấy được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu Nhưng may mắn tình hình của Lý không quá đáng ngại Tuy nhiên cô vẫn phải ở bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi Mà phút sau Trinh có mặt Cô hớt hải vừa ôm bụng vừa thở dốc Chạy sao rồi anh Lý không nguy hiểm gì nữa rồi Bây giờ em ở đây chăm sóc cô ấy nhé có gì gọi cho anh luôn Anh qua khoa để chuẩn bị ca mổ Hồi nãy gấp quá chưa có bàn giao kịp Tối anh không tăng ca anh qua đây nhé Mong ừ, anh cứ đi làm đi Khi dặn dò em gái một số chuyện Rồi nhanh chóng rời đi Hôm nay những ca phẫu thuật liên tiếp Khiến tất cả bác sĩ trong khoa mới kiệt sức Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Khiến 12 người bị thương rất nặng Làm toàn bộ bác sĩ đều phải túc trực về đây Hoặc cực kỳ ám ảnh với những vụ tai nạn Cô hít sâu một hơi Mới đủ bình tĩnh cầm dao mổ khi bệnh nhân cuối cùng được phẫu thuật xong Là lúc họ đổ gục xuống đất Vì bị vắt kiệt sức lực Ngay cả Liên cũng toát mồ hôi hột Họ tới phòng trực mỗi người một chai nước Tự chọn các góc khác nhau để ngồi Có người mệt quá nằm vật cả xuống đất Kiên gần chỗ hòa hỏi han Cô mệt lắm à? Uống gì không tôi mua Thôi tôi uống nước lọc được rồi Hồi sáng đi đâu gấp thế? Giải quyết công việc xong chưa Ừ tôi xong rồi Vừa nói tới đây bác sĩ tiến đẩy cửa đi vào Ông vỗ tay ra hiệu chú ý tối nay chúng ta có bữa tiệc nho nhỏ chào mừng bác sĩ ngô kỳ liên chính thức gia nhập khoa mấy hôm nay bệnh viện bận quá nên chưa kịp để mọi người có cơ hội trò chuyện với nhau một tối đúng 7 giờ chúng ta có mặt tại quán thịnh phát tất cả có mặt đông đủ nhé không có bất cứ lý do lý chấu nào đâu mọi người vỗ tay như sấm chuyển cuối cùng có một ngày được giảm stress sau chuỗi ngày làm việc quên cả bản thân liên cứ tủm tỉm cười bát chuyện của đồng nghiệp ánh mắt cô thỉnh thoảng hướng về phía kiên để tỉnh tướng Cô chả biết sao bản thân ấn tượng với anh Người đàn ông này Cô đã tiếp xúc với đủ tầng lớp xã hội Có những người cực kỳ điển trai Tài giỏi nhà giàu Nhưng cũng không khiến cô ấn tượng Bác sĩ kiên thì khác Mới lần đầu chứng kiến anh ấy trong phòng phẫu thuật Cô có cảm giác rung rinh Cảm xúc lúc này chưa từng xuất hiện trong đời Kiên sực nhớ tối nay chăm sóc cho Lý Nên lưỡng lự nhưng cũng không biết mở lời thế nào Anh chần chừ một hồi Quyết định nhắn tin cho em gái Nhờ Trinh chăm sóc lý hộ mình Hôm nay Khoa có việc bận Nên qua đó muộn muộn chút Nhờ được sự đồng ý của em Kiên thở vào nhẹ nhõm hơn Hòa sau khi nghỉ ngơi xong Theo thói quen tham phòng bệnh nhân Hoàng Cô lúc nào hãy đi qua đây cũng đều liếc nhìn người đàn ông đó Hoàng đã tỉnh lại Anh ấy nhận biết được mọi thứ xung quanh Nói chuyện như câu đơn giản Mỗi lần thấy Hoàng Trái tim cô như đập loạn à Niềm vui cũng le lói đôi một chút Cô biết mình làm vậy có lỗi với người chồng đã mất nhưng có lẽ khuôn mặt của Hoàng quá giống bảo Cô cứ tự xoa dịu lòng mình Bằng cách say sưa ngắm nghía rồi đã tưởng tượng Hoàng thấy nữ bác sĩ Khuôn mặt dạng dỡ hẳn À, nói tôi khỏe rồi Bác sĩ khám coi tôi như thế nào Lúc nào mới đứng dậy đi lại bình thường được Anh nằm yên đấy đi Từ từ sẽ khỏe lại, đừng có nóng vội Mọi chuyện tính sau Bây giờ sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất Hoàng cười cười nhìn nữ bác sĩ trước mặt Cô không chỉ là ân nhân cứu anh một mạng mà luôn cho anh những lời khuyên hữu ích, dặn dò anh cách chăm sóc sức khỏe từng chút từng chút. Cảm giác giữa họ không có bất cứ khoảng cách. Một lúc rảnh rỗi, Hoàng ngồi đây kể những chuyện phiếm cho Hoàng nghe, chủ yếu toàn những chuyện vặt vãnh ngoài đời sống. Hoàng cứ lặng người lắng nghe, lâu lâu thêm vài ba câu cho phải phép. Kiệt đứng từ xa, nhìn cô ấy nói chuyện với người đàn ông này, cái cô ấy quan tâm Hoàng khác hẳn với những bệnh nhân ở đây. Kiệt nhận ra người đó có khuôn mặt khá giống với người yêu của Hòa khi anh vô tình thấy trong các bức ảnh hòa càng làm vậy kiên càng thấy thương cô cô ấy cứ mãi sống trong quá khứ không chịu chấp nhận người đó không còn nữa có lẽ không chỉ kiên các đồng nghiệp nhanh chóng nhận ra điều này tuy nhiên không ai dám đả động vì sợ hòa buồn rồi lại nghĩ ngợi cô ấy quá đau khổ quá thiệt thòi hòa ngồi đó tâm sự một lúc khi có y tá đi vào cô mới mỉm cười động viên hoàng rồi xin phép đi trước anh ấy nói vọng ra tên tôi với bác sĩ cũng cần giống nhau Xem ra chúng ta khá có duyên đấy nhở Bước chân cô khượng lại Cô lẩm bẩm trong đầu Hòa hoàng à Rồi cô khẽ gật đầu À vâng Câu nhận giống nhau thật Cô ấy đi rồi Người kia ngơ ngẩn mãi không thôi Anh ấy tranh thủ hỏi thăm thông tin của Hòa Thông qua cô y tá Kiểu một từ bên an ủi Đậu viên Hòa Nhưng không có can đảm Không biết phải nói thế nào Anh này im lặng cho qua Buổi tối hôm nay họ đặt tiệc khá linh đình liên thản nhiên ngồi gần với kiên và một bác sĩ nam khác hòa tới sau cùng nên ngồi cạnh trưởng khoa sau màn giới thiệu đầy hoành tráng về thành tích của liên mọi người cùng nâng ly nước ngọt thay rượu chúc mừng ai cũng đua nhau nịnh hót tâng bốc liên lên mây để lấy lòng ông tỉnh họ trả dại gì mà mắc tội đâu chỉ có kiên với hòa là không tham gia cuộc vui này họ lặng lẽ ngồi nghe chứ không biểu lộ trước cảm xúc hòa chẳng bao giờ có hứng thú với cuộc vui như vậy cô sống khép mình từ ngày bảo mất chả muốn giao du Tiếp chuyện ngoài lề Ông tình nhìn Hòa rồi an ủi Bác sĩ Hòa giờ này ổn không? Chú biết cháu chịu cú sốc lớn Chưa thể hồi phục được Nhưng cũng mong cháu nhanh chóng lấy lại phong độ Nhiệm vụ của bác sĩ phải cứu người chơi ba chúng ta gánh trọng trách rất nặng Không thể suốt ngày ủ dột được đâu Hòa nghe xong chỉ biết cúi đầu Một khi anh nhắc tới bảo trái tim cô thắt lại Khi nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Hòa Anh kiềm cửa bác chuyện với trưởng khoa thay đổi chủ đề Tất nhiên, hành động nhỏ này lọt vào mắt Liên Cô không quên trêu chọc <laughs> Bác sĩ Liên xem ra cứu chị Hòa bàn thua trông thấy Công nhận ngày càng em càng ngưỡng mộ anh nhiều Anh Kiên có người yêu chưa Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề Cứ tưởng làm Kiên lúng túng Không ngờ anh ấy thản nhiên đáp Tôi đang tập trung cho sự nghiệp Chưa tính tự yêu đương À, công nhận bác sĩ Kiên đúng là mẫu người trong mộng Của biết bao cô gái Kiên không đáp Nhưng khiến cho Liên chưa ngừng hơn anh ấy gắp miếng thịt gà và bát của hòa cô ăn đi nãy giờ mọi người ăn mà cô cứ ngồi vậy bầu không gian lắng xuống ai cũng tròn mắt theo dõi cử chỉ của kiên họ cũng lặng lại ăn cho xong bữa tới 9 giờ thì lúc này tiệc tàn kiên bước nhanh lại gần chỗ hòa tôi đưa cô về nhé muộn rồi đấy không cần đâu tôi tự về được mà mặc hòa từ chối kiên vẫn lái xe đi sau cô máu dáng nhỏ bé của cô đơn đến lạ thường kiên chỉ muốn được trò chuyện giúp hòa giải tỏa hết những muộn phiền Cô gái này có sức hút lạ thường Làm anh tò mò muốn bước vào trái tim cô ấy để khám phá Họ không nói chuyện với nhau Mỗi người một xe rong rủi trên con đường đông đúc xe cổ Như thường lệ Khi tới nhà thấy cô ấy vào hẳn bên trong Kim mới lái xe ra về Anh trở lại bệnh viện Tiện đường mua hai cốc trà sữa cho Lý và Trinh Vì họ đều có sở thích cái món này Vừa đi tới phòng Lý quay mặt đi chỗ khác Không để Kiên chứng kiến hai mắt sưng húp vì khóc nhiều Trinh ra hiệu cho anh trai mau an ủi Lý Kiên đưa ly trả sữa lại phía Lý Anh mua cho em này Cô ấy lắc đầu nguội nguội Thỉnh thoảng nước lên từng hồi Trình lấy cớ ra ngoài hít không khí Tạo không gian riêng tư cho hai người họ Em gái vừa đi Kim mê lên tiếng Sao em ngốc thế Tự dưng hành hạ bản thân mình Bao nhiêu người muốn sống không được Mà em có suy nghĩ đó Sau này tuyệt đối không được đâu Anh không cho phép em làm như vậy Lý bật khóc như mưa Cô ấm ức nói hết suy nghĩ trong lòng Kỳ sợ cô ấy không tỉnh táo lại làm liều Cho nên tuyệt nhiên không dám từ chối thẳng thừng Lý kể lệ mồ hôi bắt chợt hỏi Anh với bác sĩ Hòa Suốt cuộc có gì chưa Anh với cô ấy là đồng nghiệp mà Không có gì hết Lý tiếp tục chất vấn Em nghe ở đây họ đồn âm lên Anh thương hại cô ấy vì chồng chết Cho nên mới quan tâm Nhưng em không muốn anh bị dị nghị Tôi biết đồng nghiệp quan tâm nhau là chuyện bình thường Nhưng cái gì cũng có giới hạn Em không muốn anh khó xử Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi Mọi chuyện khác để tính sau Lý tiếp tục nói Anh có thể cho em một danh phận được không? Cùi nói xong thì bật dậy ôm trầm lấy Kiên Anh ấy lúc này vô cùng khó xử Kia không đáp lại mà chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô an ủi Lý cứ chút hết bầu tâm sự Bao suy nghĩ của cô, cô kể sạch Có lẽ cô ấy không còn gì để mất Nếu như im lặng, lấy sợ mối quan hệ của cả hai càng xa nhau hơn Kiên dỗ dành mãi, cô mới chịu nằm xuống Lý nắm chặt tay Kiên Rồi bắt anh hát cho cô nghe Kiên bất lực làm theo Hát bài này rồi sang bài khác Mấy tiếng sau cô mới chìm vào giấc ngủ Mà Kiên lúc này dối như tơ vò Anh không biết phải làm thế nào Từ lúc Lý câu khai tỏ tình Kiên định bụng sẽ thẳng từng từ chối Nhưng cô ấy tìm đến cái chết khiến anh lo sợ Kiên là bác sĩ Hơn ai hết anh hiểu tâm lý bệnh nhân Nếu như bây giờ anh từ chối lần nữa Không biết cô ấy có làm gì kinh khủng Kiên nhẹ nhẹ gỡ những ngón tay Lý ra Nhìn cô ấy càng siết chặt hơn Vậy là nguyên một đêm kia chỉ có thể tranh thủ chợp mắt Rồi ngồi ngay bên cạnh Lý Sáng hôm sau Cả khoa ngoại đồ nầm lên chuyện bác sĩ Kiên có người yêu Nguyên một đêm chăm sóc cho cô Những bác sĩ khác bán tín bán nghi Nên tò mò chạy qua coi thử Sau khi xác nhận mọi chuyện đúng Họ được dịp thổi phồng lên Sự việc nhanh chóng tới tai liên Mặc dù không vui Nhưng cô cố giải thích có thể họ là bạn bè Hôm qua anh ấy nói là chưa có người yêu Mọi người tập trung vào chuyên môn đi nào Từ liên nói vậy Nhưng cũng tò mò không kém Muốn biết thân thế cô gái kia Lúc này Kiên vừa có mặt Mới có một đêm sắc mặt kém mới thấy rõ Liền đưa cho Kiên che sữa hạt của mình à, Anh uống đi cho tỉnh táo ạ Nghe bảo anh có bạn gái nằm viện à Có cần em qua nhờ các bác sĩ khác Quan tâm cô ấy hơn không ạ à? Không cần đâu Cô ấy cũng sắp khỏe lại rồi À dạ Hôm nay chúng ta được sắp xếp chung phòng mổ Anh chuẩn bị thay đồ đi ạ Ừ tôi thay đồ đây Kia không thấy Hòa đâu có chút thắc mắc Nhưng cũng không dám hỏi ai cả Anh ấy vào phòng trực thấy Hòa ngồi coi tài liệu Ánh mắt kiên sáng rực lên đầy vui vẻ Cô tới sớm thế ăn sáng chưa Hòa đeo tai nghe Nên hoàn toàn không nghe tới lời anh nói Đây là bản nhạc bảo với cô hay nghe Lúc rảnh rỗi Nên Hòa nghe theo thói quen lưu lại khi kiên tiến sát lại gần nói to hơn cô biết tháo tai nghe à tôi ăn rồi Nhà to quá tôi không nghe được tiếng anh nói Mặc dù Hòa nghe phong thanh chuyện của Kiên Nhưng cô cũng chẳng thắc mắc gì cả Tính Hòa xưa nay không thích lo chuyện bao đồng Hay bàn tán những thứ không liên quan tới mình Kiên nói vài câu với Hòa Rồi nhanh chóng đi thay đồ để vào phòng phẫu thuật Tuy nhiên hôm nay gặp phải sự cố ngoài ý muốn Trong lúc Kiên chuẩn bị vào phòng cấp cứu Bị một nhóm người áo đen xông tới Họ giáo giết đòi vào phòng cấp cứu chém người Không ai ngăn lại Chỉ duy nhất Kiên đứng đó để nói lý lẽ anh ấy bị chém sượt một phát ở bả vai, rất may mấy người bảo vệ có mặt kịp thời. nhóm người này nhanh chóng bỏ chạy mất hút. hòa vội vã dẫn anh ấy vào phòng xử lý vết thương rồi khâu lại. cô ấy theo thói quen vừa làm vừa thổi thổi. trời đất ơi anh có đau không hả? mặc dù kia lắc đầu nhưng cô vẫn làm y như vậy. tầm vài phút hỏi một lần. ở cự ly gần thế này kia người thấy mùi thơm của xả của bột kết giống hạt nước gội đầu mẹ nhà hay gội, Anh cảm nhận rõ bản thân mình thay đổi khác lạ nhìn nhất thời cũng chưa lý giải được cô khéo tay thật đấy khâu mà tôi không hề cảm thấy đau đớn gì cả anh dại lắm cơ tụi nó mà đứng ra lý lẽ chúng nó không hiểu đâu anh giống hệt như là bất trời cô dừng lại ánh mắt đỏ hoa như sắp khóc kiên lập tức nhận ra sự thay đổi của cô thôi đừng có khóc Nghĩ đi phải mạnh mẽ lên nhìn về phía trước đi chứ đừng có nhìn về phía sau lưng như vậy mọi chuyện đã qua rồi thì để nó ngủ yên đi hòa chậm rãi kể tiếp em biết không tôi tự dặn lòng là mạnh mẽ không được khóc nhưng tôi chưa làm được chỉ cần thấy bóng dáng ai hay bất cứ ai có cử chỉ giống như anh ấy tôi đau đớn lắm những ký ức cũ cứ ùa về tôi nhớ anh bảo muốn gặp anh ấy năm nay sinh nhật tôi nhưng cũng không còn anh ấy ở bên anh ấy hứa ngày sinh nhật tôi nấu chải đậu đỏ tôi thích ăn nhất dẫn tôi đi ăn kem thế mà Nhìn cô ấy như vậy kia cảm thấy khó xử Anh bất ngờ kéo cô tự vào vai mình Có lẽ Hòa không còn sức lực Nên cô gục mặt xuống bờ vai đó khóc nức nở Đủ lúc đó cánh cửa phòng mở ra Lý và Trinh cùng hét lên Cô ta Lại là cô ta à? Hòa hết sức bất ngờ Như vội ngồi bật dậy lau nước mắt Cô hiểu xa vấn đề nên giải thích luôn Là tôi xử lý vết thương cho anh ấy Tại tôi xúc động nên mới như vậy Xin lỗi hai người Hòa nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài như đi hai bước thì trinh gay gắt nói cô mang tiếng là bác sĩ được ăn học đàng hoàng tôi lại cứ tưởng cô là diễn viên chuyên nghiệp đấy chồng cô chết thì mang xác cô mắc mớ gì bám lấy anh trai tôi anh ấy có vợ sắp cưới rồi đừng bao giờ xem về tình cảm của người khác chứ hả em im đi em nói lung tung cái gì đấy em xin lỗi bác sĩ hòa nhanh lên anh bên cô ta nữa hả? nếu như không mờ ám sao phải đóng chặt cửa đã thấy gục mặt vào nhau đầy tình tứ sao phải xin lỗi chứ bác sĩ hòa em gái tôi không hiểu chuyện nên mới nói lăng thô lỗ như vậy xin lỗi cô tôi sẽ dạy lại em mình không sao đâu không sao đâu là hiểu lầm mọi người nói chuyện đi ạ tôi còn mấy ca phẫu thuật nữa tôi xin phép hỏa đi thẳng ra ngoài vì không muốn bất cứ phiền phức cô tự trách mình quá hồ đồ nên mới đẩy mọi chuyện đi xa tuy nhiên cô không còn nhiều thời gian nghĩ ngợi bởi phải tiến hành phẫu thuật gấp cho các bệnh nhân kiên khó chịu nhìn em gái lần đầu tiên anh ấy tỏ thái độ như vậy Trinh cũng chẳng vừa khi liên tục chất vấn Dù đủ lý lẽ áp đặt suy nghĩ của mình là đúng Chính vì thế kia càng cảm thấy chán nản Lý nãy giờ đứng chôn trên một góc Chút niềm tin còn sót lại như tan rồi Dỗ cô đoán là tình cảm của Kiên với người này không đơn giản chỉ là đồng nghiệp Nhưng tự lừa dối kia không hề rung động với bất kỳ ai đâu Nhưng bây giờ sự thực hiện ra trước mắt Muốn không tin cũng không được Lý như người mất hồn hai tay buông thõng Cô nhìn Kiên bằng ánh mắt đầy thất vọng Tuy nhiên cô không hề nói bất cứ lời nào Lặng lẽ ngồi cạnh Rồi sờ nhẹ vết thương của Kiên Cách cô ấy quan tâm như vậy Khiến cho anh cảm thấy khó xử quá Anh có đau lắm không? Anh không sao đâu Em đang ốm mà không ở yên cho phòng tĩnh dưỡng đi Chạy qua đây làm gì? Anh định buổi trưa ta làm sẽ qua thăm em Không <laughs> đau là tốt rồi Tối nay mình về nhà nhé Ở đây mùi thuốc khử trùng em khó chịu quá Em ngủ không được, em khỏe rồi ạ Chỉ thấy hành động khó hiểu của Lý thì thở dài Chị đúng là hết thuốc chữa Lúc nào cũng im im như thế cho qua chuyện Em chả hiểu trong đầu chị nghĩ cái gì đấy Trình tức tối bỏ ra ngoài Càng nghĩ cô càng cảm thấy thương hại cho Lý Rồi căm ghét nữ bác sĩ Hòa Dù mới tiếp xúc vỏn vẹn mấy chục giây Chị ngài đọc trên các diễn đàn Hay nghe đến trà xanh tiểu tam Cô ghét cay ghét đắng Chị gọi cho mẹ kể tình hình Cô cứ tâng mốc Lý lên trời xanh Để cho bố mẹ đồng ý hợp tác cho Lý Với lại anh trai mình để trong phòng kia một lúc nữa, thì bác sĩ Liên đi vào, cô ấy không quá bất ngờ, chỉ tươi cười hỏi han: bạn anh à, vết thương của anh có đáng ngại gì không? không sao đâu, vết thương ngoài da thôi. Lý quay sang phía Lý rồi đon đả, nghe bảo cô cũng nhập viện à? tôi nói nhờ bác sĩ chăm sóc cho cô, nhưng anh kia nói không cần. Lý liếc nhìn Liên, mặc linh cảm của người đang yêu, cô nhận ra người này có vấn đề này, rõ ràng đứa bác sĩ muốn cố tình giao ai với mình. Lý hơi gật đầu nói: vâng. Tôi là bạn gái anh ấy Kỳ bất ngờ như cũng không thanh minh Lý nắm cơ hội được đà thừa thắng sông lên Chúng tôi là Thanh Mai Trúc Mã Anh ấy mới vào nên có nhiều bỡ ngỡ không quen Vì mọi người giúp đỡ Lý cố tình kéo dài chữ Thanh Mai Trúc Mã Như muốn giảm mặt ai đó Liên cũng không hề thay đổi sắc mặt <laughs> Mẹ cô vất vả lắm nhỉ Anh kia vừa đẹp vừa lại giỏi Bao nhiêu người chết mê chết mệt Các cụ nó 30 chưa phải Tết Có những cặp lấy nhau vẫn ly hôn đầy đây thôi Lý bị người này làm cho tức đến uất nghẹn Nếu như không nể đây là bệnh viện Nhất định cô sống mái Nói rõ phải trái một phen Lý đắm chặt hai bàn tay Tự nhủ bản thân về bình tĩnh Tuyệt đối không được để Kiên mất mặt Cô cúi xuống ôm cánh tay Kiên Hôm nay anh xin nghỉ đi ạ Đằng nào anh cũng không có việc Cho nên nghỉ ngơi vài ngày cho vết thương nhanh chóng đi Bạn anh nói đúng đấy Anh nghỉ ngơi đi Để em nói với trưởng khoa nhé Nếu gặp bất cứ vấn đề gì thì gọi cho em Lìa cụ căn dặn một hồi Như kiểu chính cô ấy là người yêu của Kiên vậy Nãy giờ Kiên nghĩ cách giải thích với Hòa Chuyện em gái mình gây ra Nên đâu có tâm trạng để ý hai cô gái này Khi Liên rời đi Lý hậm hực mãi không thôi Cô mỗi lúc càng tự ti vì xung quanh Kiên Có nhiều nữ bác sĩ để ý như vậy Đặc biệt người không có liêm sỉ như Liên Thì càng khó đối phó Từng lời cô ấy nói Giống như kiểu muốn trực tiếp tuyên chiến với Lý Đe dọa cô bị mất Kiên về tay Liên vậy Lý lúc này bỗng hỏi Cô ta xem ra thân thiết với anh nhỉ? Không thân lắm Kiên đáp như một thói quen Mà không hề nghĩ ngợi bất cứ cái gì Để nhận ra thái độ của Kiên với cô gái này khác hẳn với Hòa Sau khi phân tích tình hình Cô chốt hạ đối thủ lo lắng nhất Đó chính là Hòa Cô muốn điều tra tất cả mọi thứ liên quan tới cô ấy Để chắc chắn có thể giành thắng lợi Hôm nay bệnh nhân Hoàng đã hồi phục tốt Anh ấy cả ngày cứ trông bác sĩ Hòa qua thăm nhưng cuối bận tối mắt Cho nên cũng chưa qua với anh được Sau cùng Hoàng Đành đi tự kiếm cô vậy Trái tay cầm hộp bằng gỗ nho nhỏ xinh xinh Đây là món quà Hoàng Đích thân chọn trên mạng Rồi kêu thư ký đi mua Mang tới bệnh viện coi như quà cảm ơn Anh ấy muốn tặng cho Hòa để cảm ơn cô ấy mà Vừa mới thấy bóng dáng cô từ xa Hòa gọi lớn Bác sĩ Hòa Nghe tiếng người gọi mình Cô ngoái đầu nhìn rồi nở nụ cười à, Anh không nghỉ ngơi đi à Chạy lung tung đi khắp nơi vậy Tôi không thấy cô khám như mọi ngày Cho nên tôi đi kiếm Tưởng là cô bận cơ Hôm nay đúng là có nhiều ca phẫu thuật Tôi cũng chưa rảnh tay Anh thấy trong người có thay đổi gì không Tôi thấy khỏe như voi ấy Mà tặng cô Hòa bất ngờ Nhưng vội từ chối Cô lấy lý do Bệnh viện không cho phép nhận quà của bệnh nhân Nếu không sẽ bị kỷ luật Dường như Hoàng biết trước Cô ấy nói như vậy nên đáp lại à, Tôi là bạn đâu phải bệnh nhân của cô Coi những món quà sớm chúc mừng sinh nhật cô đi anh ấy thuyết phục mãi cho nên Hòa khó xử mới cưỡng cầm lấy Lúc về phòng Cô mở ra thấy chiếc lắc tay bằng vàng Cô cất vội trong túi Xác định hết giờ làm trả lại anh Món quà quá là lớn cô không nhận được Bỗng cô nhận được một số từ số lạ Chào chị tôi là em gái của anh Kiên Tôi muốn chút nữa hẹn gặp chị uống nước ngoài cổng bệnh viện Hy vọng chị đồng ý nhé Nếu chị không gặp Ngày nào tôi cũng sẽ nhắn tin gọi điện Tôi cũng biết địa chỉ nhà chị đấy Hòa thở dài đầy mệt mỏi Cô biết mọi lỗi lầm do bản thân gây ra Nên muốn trực tiếp giải quyết nó Cô không muốn bất cứ ai nghĩ sai về mình Không muốn mối quan hệ của cô với Kiên Trở nên bất cứ trục trặc Hay là Kiên với cô gái kia có vấn đề gì Hòa nhắn luôn Khi nào tới nơi tôi sẽ báo Ngồi một mình Hòa suy nghĩ vu vơ về chuyện đã qua Cô không biết phải mất bao nhiêu thời gian Bản thân có thể hoàn toàn bình phục Giá như lúc này có bảo Dù công việc có áp lực tới cỡ nào Cả thế giới chống lại cô Thì cô luôn luôn bên cạnh anh Đậu viên vỗ về Họ vẫn hay đùa rằng Bảo sinh ra có sứ mệnh cao cả Phía trước anh là tổ quốc Trong tim anh là cô Chưa bao giờ bảo khiến cô rơi lệ Có lẽ chính vì tình yêu của họ quá đẹp Quá bình lặng Nên sóng lớn tới mức không có cơ hội gặp lại Sau khi tan làm họ tới quán hẹn thấy Trinh ngồi đó Cô gái kia xem ra rất tự tin Cô uống gì? Cho tôi ly cà phê sữa chỉ ngoắc tay kêu phục vụ rồi gọn đồ uống Hòa ngồi đó chứ không bắt chuyện ngay Còn Trinh đi thẳng vào vấn đề Tôi không biết cô với anh trai tôi tiến triển tới đâu Nhưng tôi hy vọng sau cuộc nói chuyện này Hai người chấm dứt đi Nếu anh tôi có tìm Cô đừng có bắt chuyện Anh ấy hai người anh ấy thương Cô đừng có hiểu lầm là anh ấy yêu cô nhé Dù Hòa à bực bội Nhưng cô cố giải thích Tôi với bác sĩ kia không có gì đâu Cô tin hay không tin thì tùy cô <laughs> Nực cười thật không có gì mà giữa thanh thiên bạch nhật thản nhiên ôm ấp, gục mặt vào người anh trai tôi mà khóc. Cái nét của cô cô quên mất ở nhà. Đừng bao giờ đánh vào lòng thương hại của tôi. Chẳng qua tôi nghĩ trong sắp cưới của cô mới chết nên tôi an ủi cô. Cô không nghĩ tới cảm giác anh ta ở bên kia tủ nhục thế nào à? Hỏa từ không muốn đẩy câu chuyện đi quá xa. Cô đứng dậy đặt tiền lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Một tâm trạng chán trường, rồi cảm thấy tự dưng bị kéo vào chuyện không đáng có. Cô rút ra kinh nghiệm cho bản thân Và để ý thái độ của mình Chứ không được lơ là Tránh nhiều lầm tương tự Hòa định ngày mai vào bệnh viện Nói với Lý biết rõ mọi lần Dù cô tin hay không Vì cô cũng là người có lỗi trước mà Hòa không muốn họ xảy ra xung đột Cô nghe làng máng Bác sĩ nói Lý bị đuối nước Nhưng không nói rõ vì sao đuối nước Tuy nhiên nhìn ánh mắt cô ấy Hòa nhận ra người này cực kỳ si tình Hồi xưa cô có người bạn thân vướng vào lưới tình Yêu như điên như dại hy sinh hết thanh xuân tuổi trẻ với những lời hứa hẹn đầy mật ngọt. Nhưng sau cùng, cái cối nhận được thiệp cưới của người yêu, của một cô gái khác. Vì lý do anh say nên mới chót làm cô ấy mang thai. Mong em hiểu cho anh, con anh không thể thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Chúc em hạnh phúc. Ngày họ đám cưới là ngày cô ấy uống thuốc sâu tự tử. Tôi được phát hiện đem đi cấp cứu nhưng không cứu sống được. Người đàn ông ấy sống nhởn nhơ bên ngoài. Hắn luôn lên mạng giao giảng đạo đức và chụp ảnh hạnh phúc Trong đầu tự dương hòa lóe lên suy nghĩ Có khi nào Liễu cũng tự tử Vì tình hay không nhở Tự nhiên cô nhanh chóng lắc đầu Mình đi quá xa vấn đề Nghĩ cái gì đâu không biết à Cô trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi Cô chỉ muốn vào giường ngủ một giấc thực ngon Hôm nay bố mẹ bảo ra đây ăn cơm Từ ngày bảo mất Bố mẹ cô vì sợ ông bà đau buồn Nên thường xuyên rủ họ qua nhà dùng bữa Hòa cúi đầu chào mọi người Cô nhanh nhỏ nói Hôm nay nhà mình đâu vui rồi Mẹ nấu món gì thế? Có vào bếp phụ à? Hai người phụ nữ không nghẹn Mà cùng xua tay Thôi tắm rửa đi, mẹ nấu sắp xong rồi Khiếp, hai mẹ ngày càng giống nhau Nói chuyện cũng đồng thanh luôn đó hả? Cả nhà cũng bật cười Họ biết Hòa chưa quên được vết thương trong quá khứ Nhưng cũng cố gặng gượng tỏ ra mình ổn Họ tuyệt nhiên không dám nhắc tới Chuyện liên quan tới bảo Để tránh mọi người không vui Nỗi mất mát quá lớn mà cả đời này không cách nào dừng lại Hòa nghe mẹ nói vậy thì về phòng Thực sự cô kiệt sức nên nằm vật xuống giường Trả thiết tha tắm rửa ăn uống Dạo gần đây Có lẽ cô không chú ý chăm sóc bản thân Nên sau ngày làm việc trở về Đều trong tình trạng vô cùng mệt Trước kia bảo từng khuyên Hòa nên chọn công việc nào đó nhàn hạ Đừng áp lực Nhưng cô lỡ yêu ngành y nên thuyết phục bảo đến cùng Nghĩ tới đây nước mắt rơi xuống Cô lấy mở điện thoại ra coi Hình đến hai người ôm chặt nhau nằm dưới bãi cỏ tất cả mọi thứ quen thuộc như với hôm qua vậy. hòa rất nhiều lần gọi tên bảo trong vô vọng, cô nhớ anh đến mức sắp muốn vỡ tim ra rồi. những lúc nhớ bảo, cô lén chạy qua phòng bệnh nhân hoàng, say sưa nhìn ngắm khuôn mặt đó rồi tưởng tượng đó là người yêu mình. cô biết hành động này ghê tởm, có lỗi với bảo, nhưng cô không thể ngăn được sự mách bảo của con tim. hòa mím chặt môi, cô muốn khóc thật to nhưng lại tự an ủi bản thân anh ấy ghét nhất mình khóc mà phải vui vẻ thì anh bảo mới cười nhiều em không muốn thấy anh buồn bã anh mãi bên cạnh em nhé em chỉ cầu mong anh về gặp em cho mỗi giấc mơ hoặc là anh chỉ cách nào đó cho em gặp anh có nhiều chuyện em muốn nói với anh em thực không biết tâm sự với ai lúc nào cũng mong mỏi anh quay trở về thôi vừa lúc này điện thoại vang lên đi ngỏi hòa lau nước mắt cô thấy số lạ thì cô nút nghe alo bác sĩ hòa tôi hoàng đây Số này của tôi cô lưu vào nhé Tối nay cô có trực tại bệnh viện không Hôm nay cô bận à Tôi không thấy cô có phòng tôi khám À vâng tôi bận ạ à. Vậy cô nhớ giữ gìn sức khỏe Đừng làm quá sức đấy Tôi biết rồi Vậy anh làm gì làm đi tôi đi ăn cơm đã Hòa cụp máy Bỗng Zalo có thông báo lời mời kết bạn Nhìn Hoàng đứng cạnh cây xương rồng làm cô thổn thức Bảo cũng rất thích loài hoa này Anh ấy từng chụp một bức ảnh gần giống thế vậy Tự dưng cô muốn nói chuyện với người này cứ thế Hoàng Cô lại chỉ muốn coi đây là bảo để dốc lòng tâm sự Cô vừa đồng ý kết bạn Hoặc gửi cho cô những clip vui của khỉ Hành động giống hệt với bảo đã từng làm trong quá khứ Những ngày cô buồn Không có động lực Bảo sưu tầm những bức ảnh xương rồng Nhắn nhủ cô mạnh mẽ vươn lên Coi những clip hài để giải trí Bởi giác theo quán tính cô nhắn Anh giống với một người quan trọng nhất đời tôi đấy Chỉ tiếc là Nói đến đây cô bỏ lửng vì không đủ can đảm nói tiếp Hoàng nhanh chóng trên an cô đừng khóc cứ coi tôi là người đó cũng được tôi tình nguyện là người thế thân tôi sẽ lắng nghe cô nói khi nào muốn tâm sự cứ tìm tôi lúc nào tôi cũng dành để lắng nghe cô xem biết tôi khóc vậy Lê cả mách bảo tôi họ cứ nói những chuyện không đầu không cuối như vậy nhưng cũng làm cho hòa vơi bớt buồn tuổi cô say xưa nhắn tin sau đó mẹ vào phòng gọi xuống ăn cơm thì mới ngớ người Hòa khi khác nói chuyện rồi tức tốc chạy xuống dưới nhà mâm cơm diễn ra ấm cúng như nhìn bát canh chua cá lóc sữa xào chua ngọt cô đoán mẹ bảo nấu theo thói quen của anh họ chuyện trò liên quan tới công việc của hòa dặn cô những điều cần thiết hòa cảm nhận họ giống như bố mẹ thứ hai của mình lúc nào cũng quan tâm muốn những điều tốt nhất cho cô cô im lặng lắng nghe rồi gật gù đồng ý trước những lời dặn dò của mọi người ăn xong đại gia đình rủ nhau đi bộ ra công viên hòa cũng bị lôi đi thực ra họ biết cối lúc nào cũng nhốt mình trong phòng nên kiếm cớ đi dạo để hòa được khuây khỏa đầu óc cầu viên cách nhà tầm mấy chục mét ở đó có các hoạt động vui chơi giải trí cho từng lứa tuổi bất ngờ hòa chạm mặt kiên ở đây cả hai bất ngờ và lúng túng lắm chào bác sĩ hòa chào chào cô chú ạ à. những người kia nhìn chằm chằm kiên bố hòa hỏi cậu quen con gái tôi à à dạ cháu với cối là đồng nghiệp trung khoa ngoại ạ à? ờ à, thế cậu nói chuyện với con gái tôi nhé chúng tôi tiên tập thể dục đây Kỳ gật đầu chào họ lần nữa Khi bố mẹ đi xa rồi Hòa có chút ngại ngùng Anh không về mà qua đây làm gì thế Tôi á Đang vô môn yên tĩnh Thành thực xin lỗi cô vì chuyện không đáng có Tôi giải thích rõ ràng với em gái và Lý Cô gái kia thực sự là bạn từ nhỏ của tôi Tuy nhiên tôi không hề có bất cứ tình cảm gì cả Tôi chỉ coi là bạn thân thôi Cô yêu anh thật đấy Tôi nhìn ánh mắt cô lướt sang anh Tôi cảm nhận được mà Cô ấy không còn trẻ nữa Người có gái tốt như thế không phải dễ tìm kiếm đâu Tại sao anh không từ mở lòng Biết đâu sau khi hẹn hò anh này sinh tình cảm với sao Kiểu lắc đầu Tôi tự biết tăng tình cảm của mình Tự nhiên phải xuất phát từ hai phía Hôn nhân cũng thế Tôi không muốn để cô ấy ôm mãi hy vọng rồi phí hoài tuổi xuân Nếu tôi gả như đồng ý Thì không cố bằng cho cô ấy Tôi biết Lý là người tốt Xét về mọi mặt tốt đẹp Nhưng thực sự là chúng tôi không hợp nhau nhưng cô ấy vì anh tự tử đúng không? Kỳ khẽ gật đầu thay cho lời trả lời Mà Hòa lúc này thở dài bất lực Ai, Tôi cũng không biết khuyên anh thế nào Tôi chưa từng biết cảm giác yêu đơn phương Chỉ ước mọi người được hạnh phúc Biết trân trọng tình cảm Không bao giờ bị chia cắt âm dương Thực ra yêu nhau cũng được Chia tay cũng được Miễn sao có cội gặp lại Hay chỉ ít biết đối phương sống thế nào Nếu nhanh mất đi cô ấy mãi mãi anh ra sao Anh thử tưởng tượng cảnh đó Suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định về sau nhé ừm cảm ơn cô cô cũng đừng buồn nữa tất cả gói vào trong tim đi đời người ngắn lắm mỗi ngày còn hơi thở hãy trân trọng mọi thứ sống vui vẻ với ý nghĩa xưa chắc là anh học giỏi văn lắm đúng không đâu có tôi học từ năm sáu thôi giống tôi thế tôi cứ nghĩ anh học giỏi lắm cho nên mới có tài hùng biện tốt như vậy tôi ngưỡng mộ chuyên môn của anh nữa tôi đã từng tự tin ở tay nghề của mình nhưng khi gặp anh thực sự tôi biết mình không là gì sau này anh còn vui xa hơn như thế <laughs> Tôi thì không quá coi trọng chức vụ Cũng không mơ có thể làm ông nọ ông kia Tôi chỉ cần sống bình yên Cứ giúp những bệnh nhân Giúp họ thoát khỏi bệnh tật Đó là ước mơ, hoài bão của tôi Tiền bạc danh vọng cũng chỉ là phù du Chết có đem theo được đâu Chỉ có tiếng thơm lưu danh muôn đời Có những người mãi mãi Các thế hệ sau cũng không quên công ơn họ Sống như vậy mới đáng sống tôi tôi không giàu có, bố mẹ tôi cũng làm nông Chân lấm tay bùn nhưng tôi không quá coi trọng đồng tiền Hồi bé tôi từng ước giá như là chúng vái số sẽ làm từ thiện hết Nhịp điếc quá, cho chúng lần nào Nói tới đây, Kiên khẽ cười Nụ cười của anh to lên tính cách điềm đạm đáng tin cậy Người đàn ông tử tế, lẫn nhân cách, hành động Cho nên lý si mê bất chấp đó là hoàn toàn chính xác rồi Ngay cả Hòa cũng dành cho anh sự ngưỡng mộ Cô hy vọng tương lai kia có chức vụ cao Nếu trong tất cả các lĩnh vực chỉ cần người lãnh đạo vừa có tài vừa có đức Thì mọi thứ phát triển vượt bậc Những tướng tài cũng nhanh chóng đầu quân Tiếc là Và các bạn thân mến Tiếc là gì đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Tiếp theo ở tập truyện thứ hai nhé Cảm nhận của bạn về chuyện này như thế nào Hãy chia sẻ lại ở dưới phần bình luận Đăng ký kênh, like, share video Để có thể theo dõi những tập truyện tiếp theo Cũng như là những câu chuyện hay khác trên kênh các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại